ơn là mọi người vỗ tay cầu mồi giùm má con em. Nhưng mà má con em chắc là mọi người lo ngắm sắc đẹp má con em mà quên vỗ tay thì phải không? Mệt quá má ơi, con mệt quá à. Từ sáng tới bây giờ nha, tôi nhảy nhót vào đây mà không ai hầu hạ tôi trơn nó trội à. Chắc là nó ngủ ở trỏng rồi à. Tám à, Tám à, Tám. Mày chết dám chết dưới em trỏng rồi phải không Tám? Tám. Dạ, con mời má ăn breakfast. Trời, cái tướng mày đi á, từ breakfast mà tao ăn chắc thành dinner quá à. Mày ngủ ở trỏng phải không? Hả? Con quỷ cái. Dạ má à, hồi tối hôm qua giờ con đâu có ngủ đâu. Con nấu cơm, rửa chén, giặt đồ, hút bụi, lau nhà, xong rồi ra vườn cắt cỏ, rồi con tỉa mấy cây kiển thành hình má với em Cám cho má được vui lòng. Mà má biết không, hình của má với em Cám khó khắc dữ lắm. Cái gì? Thì đúng rồi, mặt hai má con tôi đẹp lạ, vì lấy gì mà hỏi không khó khắc cho được. Đúng không má hả má hả? Quá đúng rồi. Vậy mà cũng nói hoài à. Má à, sao nhà mình có máy bơm nước má không cho bơm vô hồ bơi? Má kêu con gánh nước vô đầy hồ bơi rồi má không cho em Cám phụ con vậy má. Chị Tấm, chị ra đây. Chị ra đây tôi biểu coi. Chị nhìn đi, chiều cao của tôi với chị mâu thuẫn nhau vậy đó. Mà chị bắt tôi gánh nước, riết cái chân tôi cụt, làm sao tôi đi thi hoa hậu chân dài được hả chị? Má ơi, bữa nay ngoài chợ có bán nồi cơm điện sale, không mấy má cho con có tiền á để con mua nồi cơm điện nấu cho lẹ nha má ha. Gì ạ? À? Nấu nồi cơm điện rảnh đặng ngồi chơi hả bà nội? Dẹp đi. Tôi á là tôi thích nấu cơm là phải có trái, phải nấu bếp than bếp củi cho tôi, để tôi nhìn thấy miếng trái cho tôi vui lòng, rồi tôi đem dục cô mới có công chuyện cô lụm lên cô phơi cho chim nó ăn. Định lười biếng là con quỷ. Trời ơi ba ơi, từ ngày ba chết đi tới giờ dì ghẻ xử ác với con quá ba ơi. Trời đất ơi, cái mặt tôi hiền lành nhưng mà nói tôi ác à. Trời ơi, cái mặt tôi nhìn vô gương mà tôi còn thấy phúc hậu vậy mà nói tôi ác à. Mày không nghe người ta nói sao mày? Dân gian có câu hay quá mà, mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng. Ta phải ác chứ, ta phải ác phải xứng danh hai chữ gì ghê. Ngộ ghê vậy đó hà. Bên Tàu á, đàn ông mà chết vợ lấy thêm một vợ nữa, cái người ta kêu hai chữ thân thương vậy đó hà, kế mẫu. Còn Việt Nam mình cái tự nhiên cái kêu gì ghẻ à. Tôi trắng tươi vậy có ghẻ nào, có miếng ghẻ nào đâu. Giận cháu má có ghẻ. Sao phản kèo vậy con? Tại vì con tắm chung với má con biết người ghẻ không à. Mà tại vì từ cái ngày có cái dịch vụ tắm trắng, má tắm trắng riết mà lấp cái ghẻ. Nói vậy mới hoa hậu người mẫu đó, người ta còn phải tắm trắng. Má tắm ghẻ là đúng rồi. Để chọc tao em ơi. Quỷ. Thôi chị vô chổng đi, đặng lấy gì cho má tôi ăn đi, cái bà nhảy đành đạch riết bà đứt gân máu bà chết tươi giờ đó. Thôi má con vô trong, chừng nào má cần con á thì con ra nha má nha. Thấy chưa, tôi đang cần nó cái nó vô trong hà, để tôi gào tôi thét nó cái nó nói tôi gì ghẻ à. Nấu gì cho tôi ăn đó? Dạ mì Ý, spaghetti đó má. Trời ơi, tôi thích ăn mì Ý là tôi khoái hai cái cục meatball, hai cái cục meatball bự tròn tròn vậy nè, là hai cái cục meatball của tôi đó. Má à, thiệm hổm con nấu phở bò có 2 viên bò viên má không chịu ăn. 2 viên bò viên có chút xíu sao nhét vô cái họng của tôi. Thôi tôi thích 2 viên meatball. Bà đi vô bà làm ơn bà lấy cái cục gì bự bà nhét ở trong họng má tôi đi, đặng để bà đứng bà gào riết bà tét cái họng ra bà chết tươi bây giờ đó. Vậy không mấy con bưng vô rồi con bưng món khác cho má ăn nha má. Đi vô chổng đi, lấy cái gì cho má tôi ăn nữa đi, cái để bà vừa nhảy rồi vừa gào vừa riết à, bà tức tuổi là bà chết, bà không có ra con người nữa bây giờ đó. Vô. Ba ơi, từ ngày ba chết đi dì ghẻ xử con ác quá ba ơi. Cha ơi, cha chết đi để lại con trần gian khổ ơi. Dì ghẻ bắt con rửa chén lau nhà, hút bụi găm nước cho đầy hồ bơi, để tắm có mái lạnh mà bắt tắt luôn đứng quạt thâu đêm cho dì ghé ngủ nên giờ đây con thân xác khao gầy. Sao? Quỷ sao? Gầy đó mà gầy, tướng thịt mỡ không mà gầy gì gầy. Con quỷ không à? Đồ cái thứ con quỷ. Ừ, con dạ. Quỷ. Dạ dạ con quỷ. Dạ xin lỗi má, con nói con đó là con quỷ chứ má không phải là con quỷ. Má là con khỉ. Ngồi xuống đây đi con. Dạ. Trời ơi hai má con đẹp vậy đó. Má nghe nè, sao á cái hồi á mà má ba mất đó mà má còn trẻ đẹp gì rồi sao má không bước thêm bước nữa đi má? Sao con biết má không bước thêm bước nữa? Sao dạ? Má nhảy 8.000 bước luôn á kìa. Mà số má số sát phu, lấy thằng nào chết đó hả? Mới lấy 3 ngày ngã ngửa rồi nó chết rồi con. Vậy thôi, để con tránh xa má ra đi, cho con ngồi gần má, má sát con chết tươi làm sao? Tại má sát phu chứ má đâu có sát tử con. Ở vậy hả? Ừ. Vậy là con ở hơn sống đời với má đi ha. Biết mai mốt hai má con mình thành tinh luôn à. Ủa má, vậy là má quyết định không lấy chồng nữa hả má? Đâu, má đâu có quyết định không lấy chồng. Dạ. Tại mấy thằng quỷ nó quyết định không lấy má. Giận giận quá. Cái gì mà ồn ào quá vậy? Nhạc ở đâu mà rần rần vậy? Trời ai đẹp trai quá má ơi, đẹp trai quá à. Đông trọng vậy chắc thái tử rồi. Xin trân trọng giới thiệu ta, người ở của thái tử. Trời, chắc xé cái quạt quá. Với chức vụ quân sư. À, dạ quân sư tới đây có việc gì à? Quân sư. Cả nhà nghe đây. Dạ. Thuận thiên thừa giận, hoàng đế chiếu giết, động cung thái tử, đến tuổi cặp kê, không phải bê đê. Tùy có máu dê, nhưng không ai mê, nên còn bị ế. Nay tuyển hiền thê, đồi núi phủ phê, chạm vô tê tê. Nếu ta không chê, theo thái tử về, cử hành hôn lễ. Quân sư. Cái gì? Em đồi núi phủ phê, ai nhìn cũng thấy mê. Chạm vào sẽ tư, còn không mau mau rinh về. Hai bà nhìn thấy mà ghê. Cái mắt như con cá trê vậy đó. Người á, treo cái này lên cho ta. Dạ. Dạ, đưa em làm cho. Làm con người không làm, tự nhiên làm người nhện vậy đó hà. Mày dò dài sọc rồi đứng đây làm chi? Vô treo lên cho nó coi. Con quỷ chân dài tới nách. Mày giúp tao của mày. Biết tao lùn mày chơi tao hoài mày. Trời, nó treo lên cái y gì vậy đó hà? Ủa, quân sư, sao không viết chữ mà vẽ mang đĩa lên chi vậy quân sư? Dạ thưa quân sư, nhà này không có ai biết chữ. Dạ nhờ quân sư thông dịch luôn à. Cái gì? Nãy giờ nho như dòi vậy mà không biết chữ hả? Dốt. Ta cũng vậy à. Cười cái gì? Nhưng được cái ta học thuộc lòng giỏi. Chiếu chỉ nào của nhà vua phát ra 1 tháng là ta thuộc liền. Còn cái này, cáo thị của thái tử photocopy ra 1000 tờ, treo cho mỗi nhà. Nhà nào có con gái phải ra cho thái tử coi mặt. Trái lệnh là ta chém đầu. À, má ơi, vậy là con sẽ đi thi nha má. Con đi thi con đậu rồi con sẽ kêu quân lính rước má vào trong triều đình. Má ở với con. Trời, má ở không làm gì, má cũng đi thi. Hả? Quân sư, tôi đi thi được không quân sư? Người phải đàn bà không? Hả? Thấy cặp chân mà vậy thôi chứ đàn bà. Dạ. Đàn bà chưa có chồng thì có quyền đi dự thi. Dạ. Dạ em chưa có chồng, mà em là single mom. Nhưng mà ông Trần Thái Tử khoái cái xì tai của em á. Phụ nữ single mom có kinh nghiệm chăn gối. Thái tử cần kinh nghiệm chăn gối, đã có ta. Khi nào cần giặt gối sẽ kiếm bà. Còn cô này chưa có chồng thì phải ra cho thái tử coi mặt nha. Dạ dạ dạ, nó con của thần. Dạ dạ. Đây trời ơi, tôi đẻ được hai đứa con gái đúng trước sáng quá. Dạ, dạ, dạ. Đó, hai đứa, đứa Tấm đứa Cám. Ôi trời ơi, hai đứa đứng gần nhau nó đẹp y như hai giọt nước vậy đó à. Một giọt dầu thơm và một giọt nước mắm. Dạ. Hai đứa đều có mùi đặc trưng như nhau. Dạ. Tấm Cám con của thần. Dạ. Tấm Cám hả? Dạ. Người đặt cái tên nghe hay lắm. Dạ. Được. Dạ. Nước mình nước nông nghiệp mà. Tại tôi đẻ có hai đứa đặt Tấm Cám á, chứ tôi đẻ được nữa cái tôi đặt ngô nè, khoai nè, nếp than cho nó dính đến nông nghiệp. Good idea. Dạ. Khen cho nhà người. Dạ. Cây chân ngắn mà được cái não dài. Dạ. Thôi bây giờ các ngươi chuẩn bị ra sân đình cho thái tử coi mặt. Dạ. Tao qua nhà khác. Dạ. See you later. Dạ. Dạ mời cô Sư. Trời ơi con ơi con, ra đây má biểu, ra má biểu. Ra đây. Trời ơi mày thức dậy đi để ra cho thái tử gặp mặt, mày ngủ rồi vậy? Mở mắt lên coi. Con đâu có ngủ đâu, con đang thức mà. Tại má đó, má đẻ con ra cái cơ mặt nó cứ chảy xuống gì á, ai nhìn con có tưởng là con ngủ triền miên không à. Mà con đâu có ngủ. Con má đó, má ngủ người ta nhìn má người ta có tưởng má thức không à. Cái mặt gì cái sọc lên không mà thấy gốm. Tối má ngủ má treo ngược người như dơi vậy đó con. Sao giờ nó giật ngược lên hết vậy à? Sao cơ của tôi giận lên mà rẻ con gái tôi cơ nó sụp xuống trời. Thôi không sao, con nhờ Đen Nhồ Phú á. Dạ. Ông đó lắp đồng mi đẹp lắm. Dạ. Lắp một cặp dụng lên tới tông mày ra kéo giật ngược con mắt lên vậy. À vậy hả? Đó. Neo đâu neo đâu. Trời ơi móng tay color club bây giờ nó ra 1000 một dạng màu nè, các kiểu màu như mẹ nha con. Nó sơn một tháng không có bay, sơn màu đỏ màu cam lên cho nó lộng lẫy nha, sửa lên cho nó đẹp nha. Sửa mặt, sửa gì nữa, mặt con sửa nát còn chỗ nào sửa nữa đâu. Mà thôi má ơi, thi mấy này hên xui à. Không chừng cái mặt con gì mà vô thi đậu á. Hên xui, vụ này hên xui. Má, con cũng được đi nữa phải không má? Trời, con lem luốc ở nhà đi chi con. Trời, trời con quỷ này đẹp thiệt trời. Má à, lệnh triều đình á là tất cả con gái trong làng mình á phải ra cho thái tử gặp mặt. Nếu mà con cãi lệnh á là cả nhà mình bị chém đầu đó má. Má, nói nó nghe nha. Má mà cho con nhỏ đi thi á, nhìn nó là con biết nó đậu con rớt rồi đó. Để đó má lo. Dạ con. Dạ. Con muốn đi thi hả con? Dạ. Là xuống đây nè, má chỉ cho nè nha. Đi vô trong nhà đó, lấy hết quần áo dơ sạch của má nè, quần áo sạch của con nè, quần áo sạch của em nè, đem ra đây. Cám, con mấy ngày không tắm rồi? Dạ, mới có 1 tháng à. Lăn lên cái đống quần áo sạch đó cho má. Rồi nhiệm vụ của con á, giặt đàng hoàng đi, ủi cho nó thẳng, rồi đem cho tủ cất cho má nghe chưa? Là xong hả má? Chưa mày. Quê nhất là mày ngồi bằng tao đứng đó. Vô trong nhà, lấy đậu đỏ và đậu đen mà tôi trộn sẵn vô rồi đó nha. Lựa ra cho má, đậu đen ra đậu đen, đậu đỏ ra đậu đỏ. Sau đó nấu 2 nồi chè, 1 nồi chè đậu đen và 1 nồi chè đậu đỏ. Sau khi nấu xong, trộn 2 thứ đó lại với nhau. Con đi ra cho thái tử coi mặt về mệt, ăn cơm chi cho nó hao gạo. Dọn hết nồi chè đó cho tôi nghe chưa? Đi con. Nè, nghe tôi dặn thêm nè. Bấy nhiêu việc mà má tôi dặn gì á, chị làm từ từ nghe chưa? Có làm nhanh cũng không kịp đâu. Còn có mấy tiếng nữa à. Bà mà làm kịp tôi con bà đó bà nội. Đi con. Đi vô sửa soạn. Sửa soạn gì nữa má? Hai má con mình bây giờ hả? Màu sắc sặc sỡ như bẫy sắt cầu vồng gì đó. Công nhận nha. Nhìn má lộng lẫy như cái bẫy vậy đó. Còn con sao? Nhìn con rực rỡ như thị nở vậy đó. Đi con. Trời ơi, làm sao mà giặt cho hết cái đống đồ này, làm sao mà lựa cho 2 cái nồi đậu này đây. Trời ơi, ngày xưa còn có bụt để kêu cứu, bây giờ ai cứu tôi đây, ai cứu tôi đây, iPhone đâu rồi cứu đi. Trời ơi, tiệm giặt ủi à em, chị Tấm kìa. Em tới nhà chị em lấy đống đồ dơ em đi giặt cho chị nha, mà em nhớ là try clean cho chị nghe chưa. Em mà không làm xong 2 tiếng đồng hồ là chị giận em, ai mốt chịu tới em chị giặt nữa đó. Ừ nha, nhớ nha. Xong. Trời ơi, còn 3 cái đậu này làm sao mệt quá. Chở hả em? Supermarket phải không? Em lấy cho chị ha. 3 kg đậu đỏ em nấu thành 1 nồi, 3 kg đậu xanh em nấu thành 1 nồi. Xong rồi em trộn lại cho chị. Em delivery tới đây cho chị nha. Chút xíu chị tiếp hậu cho em. Hả? Chị đâu có khùng. Cái bà sai chị, bà mới khùng. Bà đi chích thuốc cho bà hết khùng rồi. Vậy nha, cảm ơn em nha. Trời ơi, trời, hai bà lùng mã tử tính hại chỉ hết cưng không có dễ đâu. Người ta nói đẹp không chưa đủ mà phải còn thông minh nữa chứ, phải không? Thái tử ơi, thái tử hãy chờ em. Hey, cái gì mà mới vừa ra thân đình thi cái rớt liền là sao trời? Nhanh quá à. Bởi vì cũng tài má không á. Ơi, mặt già hát như con quỷ già. Vô khai còn trinh. Vừa khai xong hai quân sĩ nghe xong nó bất tỉnh luôn vậy đó. Quân sư mà nó còn bất tỉnh chứ đừng nói quân sĩ. Mà công nhận quân sư nó hay ghê. Nó nhìn thấu được cái sự trinh tiết của má. Mà con cũng lạ nữa. Người ta mới nói cả cái sân đình này ai là người đàn bà đẹp nhất. Mày phóng ra một cái nguyên một cái đoàn ngự lâm quân á, có tê liệt luôn vậy đó hà. Thiệt có con cũng biết sao á. Cái ai vừa nhìn mặt con cái là buồn ngủ liền à. Tự nhiên cái nguyên cái đội quân ta vừa nhìn con cái ta đi ngủ hết trơn vậy đó. Bởi vì bực bội hết sức luôn vậy đó. Gì á? Gì rần rần nữa hả? I'm gonna dance, do you like cha cha cha? I'm gonna dance, do you like cha cha cha? Ai vậy? Ai mà đẹp quá vậy? Ủa, ai mà đẹp quá vậy? Tấm nè. Ủa sao? Sao Tấm đẹp quá vậy Tấm? Thì Tấm mới Tấm, không đẹp sao được. Hả? Rớt rồi phải không? Hang vịt cổ lùng. Thiên Nga, cho vịt cổ lùng hỏi cái coi. Nhưng Thiên Nga đâu vậy? Thì đi gặp thái tử. Hai người ở nhà chờ tôi đi nha. Tôi đi gặp thái tử xong rồi đó. Tôi đi rước hai người đi sống. Hưởng giàu sang phú quý với tôi nha. Dạ. Sao má ngu vậy má? Trời ơi, thấy nó đẹp quá quên hết trơn rồi. Người đâu mà đẹp mà trời ơi, cái giò dài sọc vậy đó à. Tội gia là mặt cũ má ơi, gương mặt cũ. Trời ơi, thái tử đâu cha nội đi vô hoài vậy cha lão. Mời thái tử. Thôi đi mấy cái thằng thổi kèn. Dư hơi dữ à. Thổi một đoạn ngắn thôi. Hãy thổi dài thòn. Thổi riết được cái mặt tái đít nhái xỉu luôn kìa. Má, hả? Cái này chắc ba của thái tử quá. Ăn nói hà hồ vô ý. Đây là ông nội của thái tử. Thái tử đó. Tử đó sao? Cái gì mà dễ xỉu quá. Giới thiệu lần nào cũng có người xỉu hết rồi. Dạ muôn tâu thái tử. Đây là nàng Tấm mà thần đã giới thiệu với thái tử. Wow. Đẹp lắm. Tấm đi à. Ta rất thích ăn cơm Tấm. Nhìn cái đùi là ta thèm ăn cơm Tấm sườn chả hai trứng. Đó mới chỉ là Tấm thôi. Chả đây nè thái tử. Dạ thưa thái tử, em là miếng chả thơm phức nè. Cái này ném về chả đùm thì có. Không thích chả hả? Đây có sườn đây. Sườn nướng barbecue đây. Sườn nướng barbecue. Barbecue à? Dạ sườn. Sao ta lại hửi phảng phất thấy cái mùi sườn xào chua ngọt vậy? Tính ra một mẹ sườn, một mẹ chả, hai trứng còn lại chắc là thần đó thái tử. Mày làm như mày có trứng vậy? Dạ, tiền thiếp xin kính chào thái tử. Dạ, tiên nữ xin kính chào thái tử. Có tiên nữ à? Dạ đây. Trời ơi, bà là tiên nữ hả? Thần thiếu dấu nặng. Dạ tiện nữ xin kính chào thái tử. Là cái gì vậy? Dạ thầy nôn nao quá thái tử ơi. Đứng lại cho ngay ngắn đàng hoàng. Có chuyện gì? Dạ đây là hai đứa con của thần. Dạ một đứa tên Tấm, một đứa tên Cám. Gần vô coi, trời ơi y như hai giọt nước vậy đó hà. Mà nói đúng, y như hai giọt nước. Dạ. Đây là giọt nước suối. Dạ. Còn kia là giọt nước cống. Dạ. Dạ còn đây là giọt nước thải nè thái tử. Đâu? Bà đó bà nội. Dạ. Dạ thưa thái tử. Tấm Cám đúng là cái tên tiền định. Tâm là để cho người ăn, còn cám là để cho heo ăn. Hay lắm. Dạ. Ấy là để cho chó ăn. Cái gì vậy bà? Dạ, dạ, cục gì? Cục xương chó nó thích ăn lắm. Đẹp lắm. Lấy cái chân gà ác tìm thuốc bắc là coi. Bất hứng à. Wow. Quân sư. Dạ. Lấy thuốc. Dạ, dạ, thuốc. Dạ. Gặp cần thiết là ai cũng phải uống Viagra hết. Viagra cái con khỉ. Nhìn bà là phải uống thuốc chống ói đó. Trong một tháng luôn đó. Dạ, dạ, thái tử mấy cho em luôn một viên được không thái tử? Ừ. Hả? Em nói lộn. Cho em một thùng. Wow. Tao cho mày 2 thùng luôn. Thái tử định lấy thuốc gì? À, lấy cho ta thuốc Nhật Bản Hải Dược. À, dạ, dạ, dạ. Thuốc này là thuốc tăng cường sinh lực. Đó, nhờ cái thuốc này mà bữa nay ta có đủ sức để đứng đây ngắm nàng đó. Ồ, à, bộ đồ ai design cho nàng mà đẹp vậy? À, Cao Vinh Hiệp. Vậy chứ bộ đồ của thái tử ai design cho thái tử dạ? Bộ đồ này là của thái tử Sạc nước Anh tặng sinh nhật cho ta. À. Tại vì tai thái tử có chung một cái nỗi niềm đau khổ. Đó là phụ hoàng của ta năm nay đã ngoài 80. Và ngang ngửa với nữ hoàng Elizabeth. Vậy mà vẫn còn tham quyền cố vị, không chịu nhường ngôi cho các con. Dạ. Bởi vậy thái tử mới tặng bộ đồ cho ta. Ta rất hãnh diện với bộ đồ này. Dạ. Bà thấy có đẹp không nè? Dạ đẹp, nãy giờ dạ thần tượng mấy người mở cửa cho sòng bài. Giống dễ sợ. Định cho tiền tiếp rồi đó. Bây giờ mặc cho bà chứ. Dạ à, nó bận bộ đồ vậy đâu có thấy gì đâu đẹp. Tại sao không đẹp? Cặp giò đó mặc vậy chỉ hiến thân cho mũi chích thôi. Bận đồ như cám kìa mới đẹp lạng đấy con. Nó trời đất thôi. Hay lắm đẹp. Nè cám. Dạ. À, nàng có muốn về triều chung với chị hay không? Điều đó là dĩ nhiên rồi. Tránh ra đi con quỷ chân dài. Thiếp biết thế nào thái tử cũng đưa thiếp về làm vợ lẽ. Mà vợ lẽ bao giờ cũng được thương hơn vợ chẳng. Ha 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 ha. Lúc đó ta sẽ là đương kim hoàng thái hậu. Ha 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 ha. Im đi. Cười cái gì? Biết ta mời con của bà vô cung làm cái gì không? Dạ làm gì? Làm nàng hầu. Để quạt đuổi mũi cho nàng tắm ngủ đó. Ủa gì vậy? Ai da, thái tử điều đó không thể nào được đâu. Tại vì tay thần thiếp cục lắm hả? Quạt rồi mỏi tay lắm, làm ơn mua quạt máy giùm được không hả? Thái tử à, mua luôn máy lạnh đi, thái tử mua máy lạnh. Im đi. Xấu mà còn làm quá lố. Tránh ra. Đâu có xấu đâu. Đâu có xấu gì đâu. Chê hoài đâu có xấu. Đâu có xấu. Hai người không có xấu. Thôi về đi. Yên tâm, cuối năm trong cung có lễ hội, ta mời hai người vô. Hả? Cái số được vô cung. Lễ hội gì vậy? Halloween. Hai người để yên vậy nha, đừng có quá trang gì hết á. Vô làm hai con quỷ gác cửa là người ta đủ sợ rồi. Quân sư. Dạ, dạ, dạ. Nhiều lời làm cái gì? Dạ, dạ. Nè, hôm nay ngoài việc tới đây kiếm vợ, ta còn nghe dân làng tố cáo mụ kia rất tàn ác đối với con riêng của chồng. Hôm nay ta sẽ trừng trị mụ, giết đi cái nạn mà vì ghẻ con chồng. Trời đất ơi, má đâu có ác phải không con? Má đâu có ác đâu. Hiền khô. Má hiền. Rồi tôi có làm gì đâu. Má em như là thánh nữ. Dạ hiền lắm. Em có làm gì, em chỉ bắt con chồng leo lên cái cây cao ha. Rồi em đứng ở dưới em rảnh quá em làm gì? Em chặt cây cao thôi hà. Đừng có chỉ. Thời ngày xưa thôi, chứ thời bây giờ mà cỡ con này nó leo lên cây cao là 100 thằng ở dưới nó hứng vậy nè. Nó té xuống nó bị cái gì đâu. Nó vô trong nhà thương bảo hiểm trả cho nó 6 tháng. Trời ơi, nó vô trong nó dưỡng trắng da dài tóc. Sẵn nó kéo giò, bây giờ giò nó dày sọc luôn cái đó à. Im đi. Cái tội ác lớn nhất của mụ là bắt cô Tấm leo lên cây cao mà mặc mini jeep. Đừng nói nhiều nữa. Quân sư. Dạ. Đem nhốt hai con quỷ mặt khóc mặt cười đi vô lãnh cung. Đi vô đây. Đi vô hả? Dạ muôn tâu thái tử. Cái gì vậy? Cái gì mà nước miếng nước dãi chảy nhiễu nhão vậy? Nhìn thấy mà gớm. Họ đang ngắm nàng tắm mà mới làm hết hồn. Thái tử. Sao? Thấy nàng tắm sao? Quá đẹp. Quá đẹp thì mình quất liền đi. Thấy gì? Ý thần nói là ở đây sẵn Las Vegas, mình tổ chức đám cưới liền, có 7.000 người ở đây. Lời chắc luôn của thái tử. Hay lắm, ta sẽ trọng thưởng cho người. Dạ, dạ cảm ơn thái tử. Mà thái tử móc cái gì vậy thái tử? Móc hàng ra. Tấm, will you marry me? Thái tử ơi, hột xoàn. Hột xoàn này thiệt hay giả vậy thái tử? Ta là thái tử, không bao giờ xài đồ giả, chỉ xài đồ mượn thôi. Cái này ta mượn phụ hoàng, số mượn gì ông cũng mất đi, để lại cho ta mà. Vậy cái này bao nhiêu ly vậy thái tử? 105 ly. Cái này chắc ném về Đại Bác. Đó đó. Dạ. Sao? Nàng có đồng ý làm vợ của ta không? I am. Sao? I am so sorry thái tử. Cái gì? Sorry là từ chối à? Sư. Dạ. Đỡ tử lên coi. Lên lên lên. Tại sao? Hỏi tại sao? Tại sao? Tại sao nàng từ chối ta? Thái tử à, không phải người con gái đẹp nào cũng muốn lấy chồng đại gia đâu, phải không? Như thiếp nè, chỉ muốn lấy chồng theo tiếng gọi con tim của mình. Chẳng hạn như là lần đầu gặp quân sư gì đó. Excuse me. Tấm à, không ngờ nàng quá sáng mắt. Đúng rồi, trong cung ta là đẹp trai nhất. Quân sư. Dạ. Trả là ta hai cái thùng thuốc chống ói nãy đi ta uống. Tấm ơi, đúng rồi, kiều nữ bây giờ lấy đại gia là xưa rồi. Kiều nữ là phải lấy thiếu gia. Mặc dù ta có thiếu nợ chút chút. Tấm về triều đình với ta, Tấm không làm vợ của tổng thống thì làm vợ của cố vấn tổng thống cũng vậy thôi. Im đi. Dạ. Ngông cuồng. Có tin là ta sẽ phai ơn ngươi để ngươi về nhà đuổi gà hay không? Dạ muôn tâu thái tử, thần đã theo thái tử nhiều năm qua, đã đâm chọt được nhiều vụ trót lọt. Dạ bây giờ thần xin thái tử cho thần hạ cánh an toàn. Dạ retire sớm để về chung sống với em Tâm. Ngươi đang làm cố vấn cho ta, ta trả ngươi tới 45 đô một giờ. Bây giờ ngươi quýt shop làm sao mà sống nổi hả? Dạ. Dạ thần lấy Tắm xong, thần về mở quán hương trên bô sa, chắc cũng đủ sống hả em? Dạ. Dạ thưa thái tử, ngày khai trương đó, hai vợ chồng hạ thần sẽ mời thái tử ăn món cơm tấm mì sườn chả 2 trứng nha. Dạ dạ 2 trứng. Bây giờ ta không thích ăn cơm tấm nữa. Có cám nè, ăn không nguyên máng nè. Mà tưởng ta là heo hả? Dạ cũng giống lắm đó. Súp được không? Súp nó dễ nuốt. Im đi. Dạ muôn tâu thái tử. Cái gì nữa vậy? Thái tử đừng có nóng, thái tử bình tĩnh. Ông bà ta thường có câu. Câu gì? Nồi nào úp dung đó. Quân sư còn trẻ, còn đẹp, nồi chưa xài qua bao giờ, chưa mớp méo, chưa nấu, đít còn trắng tươi à. Thì phải kiếm cái dung cho nó xứng đào, xứng kép. Hoàng tử đây, nồi đã xài nhiều lần, đít đã nấu đen thui. Thì thái tử phải kiếm cái dung cho nó xứng đào, xứng kép. Dung nào? Dạ, thiếp đây. Thiếp thề, thiếp sẽ treo tràng để nâng khăn sữa tôi. Ta có xài khăn bây giờ mà cần năng, hả? Tránh ra là cái nùi vẽ. Má đó, sao má có cái bệnh tự tin, bệnh tưởng về sắc đẹp má không à? Để con coi. Dạ thưa thái tử, người ta thường nói tình mẹ mà duyên con. Nếu thái tử không lấy mẹ của thiếp thì thái tử đưa thiếp về đi. Thiếp tình nguyện sẽ nâng quần sửa áo cho thái tử. Tránh ra là cái bùi nhùi. Hai người làm cái gì vậy? Bộ tưởng đây là bãi biển Hawaii hả? Đứng dậy để heo chim cánh cục. Bây giờ hai người. Dạ. Dạ. Theo tả về chiều. Dạ. Như vậy hả? Về chiều nữa hả? Rồi làm quý phi nữa con ơi. Còn lâu. hai người sẽ gánh nước đổ đầy hồ bơi trong nguyên cái hoàng cung Tấm đó. Ý định hồi cung. Trời ơi, trời đã lùng nó càng lùng hơn. Gì vậy? Trời. Ba cái đồ chơi này giữ còn lâu rồi mà còn mới dễ sợ à. Rửa kỹ rồi Tết tụi nhỏ về để cho nó chơi là nó khoái liền. Chị Năm hả? Chừng nào con quê con gái chị nó về ăn Tết vậy ha? Mùng 2. Vậy ha, nói vậy thôi chứ tôi biết năm nào nó cũng về ăn Tết với lại anh chị hết trơn á. Mà anh chị nó có mấy đứa cháu ngoại dễ thương hết sức nói luôn à nha. Ủa vợ chồng hai ở Mỹ năm nay về không chị? Không chị, gần chục năm rồi vợ chồng nó không có về. Mà vợ chồng thằng Ba thì mùng 2, mùng 3 mới về lận. Ê, cho nên tôi mới kêu ông nhà tôi đó, ông đem ba cái quà ở dưới quê này đem lên trển cho tụi nó. Rồi sẵn dịp ghé sang à, biếu anh xui chị xui à. Rồi tôi có dặn ổng là ghé nhựa chợ lớn á, mua một mớ quà mà đồ chơi của con nít để đem về để mà tặng cho cháu ngoại của anh chị. Trời ơi muốn làm chi, con đại nhóc nè, đồ chơi nhựa chợ lớn bền lắm, chơi lâu lắm. Trời. Chị không biết đâu. Vậy chứ nhựa chợ lớn năm nào cũng mẫu mã mới hết trơn á. Cái này cất qua một bên đi để ổng đem đồ mới về á. Trời ơi nghe mà mẫu mã mới là tôi còn khoái nữa chi mấy đứa nhỏ. Trời ơi đẹp lắm chị ơi. Cảm ơn trước kìa. Ừ. Kìa anh Năm kìa. Ổng về chưa? Trời, ổng nói ổng đi ổng về liền mà sao tới giờ này ổng chưa chịu về nữa. Trời này ổng đi đâu kỳ cục dữ trời. Không biết ổng đi đâu. Ở kìa. Tôi về rồi. Ông ơi, ông về rồi. Ông về rồi đó. Để đây. Ôi. Trời ơi, mệt quá. Ngồi đi, ngồi đi ông. Tôi tưởng đâu là ông ăn Tết với mấy đứa nhỏ ở trển rồi đó chứ. Tết thì tôi phải về với mình chứ ăn Tết với mấy đứa nhỏ chứ đó. Tao nói ông bà mình nói hay ghê vậy đó à. Nói cái gì không? Đi một ngày đàn học một sàng khôn đó. Trời ơi chứ ở nhà ru rú rồi đâu có biết con bà vậy. Thôi uống miếng nước, uống miếng nước. Ông đi hôm nay ông dập dìu rồi ông thấy gì ông nói nghe coi. Ôi tao thấy nhiều cái chuyện vui lắm. Cái chuyện vui nhất là nó kẹt xe. Kẹt xe hả? Kẹt xe là tao ngồi trong xe, tao nóng ruột tới mồ. Thế điều muốn rút dép lào chọi tài xế mà nó vui gì. Trời ơi không phải đâu. Kẹt xe là tại vì á, Tết nhất người ta về quê. Rồi cái người ta cúng ông bà, người ta tảo mộ. Rồi cho nên là đi đông mới kẹt xe vậy mà. Ui, ba cái đó là cái kẹt bình thường. Vậy chứ sao? Còn cái kẹt này là nó cứ kẹt bất bình thường. Sao bất bình thường đâu, ông kể nghe coi. Đây nghe. Tao nói cái kẹt này đó là do cái trạm thu phí nó đặt sai vị trí để chỗ cây lậy đó. Trời ơi người dân người ta phản đối quá. Rồi cái phí thì nó thu quá cao. Rồi bởi vậy mấy anh tài xế anh tức quá. Anh nào anh ấy chạy tới trạm thu phí cái chìa ra nguyên một bịch tiền lẻ. Vậy 200 với 500. Trời ơi. Vậy đó chừng nào mới xong. Cái vụ đó là ông biết cái vụ trạm thu phí cây lại thôi. Còn mấy trạm nữa, trạm Đồng Nai rồi cái trạm Bến Thủy nữa cha nội ơi. Sao anh biết? Tôi đọc báo. Thấy không? Trời ơi. Thấy ai đồ của tôi không? Không cần đi một đàn nào mà biết 3-4 sàn luôn thấy không? Ê anh Năm, có cái chuyện gì anh biết mà không phải do báo nó nói không anh Năm? Có chứ. Chuyện gì? Tôi nói cho nghe, khỏi cần đọc báo. Ở cái xóm này có ông cha già ở dưới quê không à, lâu lâu có trầu lên Sài Gòn rồi gom 3-4 chuyện rồi cái về đây nổ banh nhà lòng luôn. Đó, cái thôi thôi mà anh Năm anh nói chơi mà ông có kỳ quá à. Anh em bạn nói chơi với nhau thôi ngồi xuống đi rồi chuyện đó đó nãy nó cái chuyện xã hội thôi giờ nói chuyện của gia đình mình nè. Sao đâu ông nói nghe coi. Tôi biết sao tôi lên Sài Gòn. Thằng Ba nó đưa quà của thằng Hai cho tôi. Vậy đó hả? Thằng Hai ở Mỹ gửi về cho tôi cái phone Axie. Mình thấy không? Cái món ăn xì nè. Trời ơi, đẹp không? Cái này mới nè ông ơi. Trời nói cả nước Việt Nam nó có 2 cái thôi đó. Vậy đó hả? Cái một là cái ông mua 64 triệu. Còn cái này là cái hình Hai nó gửi cho mình. Đẹp quá ông ơi. Cái ông mà mua cái phone 64 triệu nghe nó không chết rồi. bị thiên hạ giật cái điện thoại mày mở xuống đường chết rồi ông coi chừng đó. Tôi đi cái anh này thiệt à, cái này đó đâu đâu ông thấy ông lem đen người ta nói cái gì đó tự sướng đó, ông tự sướng selfie. Rồi tự sướng coi ai chồng vô cái nè. Wow. Trời ơi, bà thấy gì không bà? Vậy tôi thấy hai con cá trà mới đớp móng á. Bởi vì cái anh Năm này anh cứ giỡn chơi vậy hoài vậy đó hả? Ui, ảnh thấy người ta có của rồi ganh tị thôi mà ông nè, sao mà tôi nói nghe nè, lớn rồi xài điện thoại cùi bắp thôi. Mày đặt xài ba cái mũ mát thôi, nó lợi dụng coi tin tức rồi vô mấy cái trang web đen. Gì vậy? Có ngày nghe không? Nè anh Năm gì nha, tôi coi này đừng có ai mà chỏ chỏ sọt sọt vô để cho tôi coi kè với. Hai cái ông già dịch này á, tối ngày cái chọc kéo nhau hoài à. Mà còn gì nữa không nói? Cây này quà của ông còn quà tôi đâu. Làm sao mà thiếu được quà của bà? Quà tôi đâu. Đây nè. Đâu cái gì đâu vậy? Rồi cái con dâu của mình nó gửi cái này tặng cho bà. Trời ơi, từ bên Mỹ gửi về luôn đó. Tommy xin kè. Trời ơi, nhiều dữ vậy đấy hả ông? Đó. Cái này để lát nữa tôi coi. Rồi để đó đi, còn nhiều lắm. Rồi sao nữa? Trời ơi, ở Sài Gòn tôi lụm được cái này. Trời, cái gì vậy ông? Bữa nào có đêm trăng hai vợ chồng mình ra karaoke. Vậy đó hả? Được không? Trời dữ quá. Rồi đó. Rồi đây rồi. Rồi bây giờ vô đôi tắm rửa để mà còn rước ông bà nữa chứ. Trời ơi, mới về cái đè tôi ra tắm liền vậy trời. Chứ đi nguyên ngày mệt mà. Ui, từ từ đi. Bà kho thịt chưa? Rồi. Làm dưa giá chưa? Rồi. Gói bánh tét chưa? Rồi, nói túm lại tất cả đều rồi. Trời, không phải tôi khen vợ tôi số 1 qua đây. Sao không? Sao? Hôn cái coi nè. Trời ơi, bà thấy gì không? Thấy rồi. Thấy hai con le le nó trâu mỏ nó gõ. Này thiệt. Tôi nói thiệt với anh Nam nha, cả đời anh Nam không có ai hung anh hết, cho nên không có biết hung lại gì. Anh nói vậy bậy, tôi vợ ông, tôi không hung chưa ai hung ông đâu. Vợ chồng người ta bày tỏ tình yêu sao anh nó thích. Bởi vậy tôi nói bầm. Thôi đi, ông sao cứ kiếm chuyện với anh Nam hoài à? Quay là kiếm chuyện mà ảnh kiếm với tôi. Thôi vậy mà mình lúc nào cũng vậy, nghĩ đến cho ảnh. Tôi đi về tôi mua quà cho mấy đứa cháu mình, cũng nghĩ đến quà mua cho cháu ổng. Đây nè, đó. Tôi chồng rớt cái xì của tôi. Trời ơi, đồ nhựa, nhựa chợ lớn này chị thấy không? Thấy anh Sáu tốt không? Đi ra đi mua đồ chơi cho cháu của ảnh, còn cho cháu mình nữa. Ê, nói nghe cái cháu anh ở bên Mỹ đồ chơi thiếu gì mất mớ gì mua cái nhựa này gửi qua bển chị. Trời ơi, chị Năm không biết cái nhựa chợ lớn bây giờ khắp thế giới luôn. Ở bển người ta xài nhựa chợ lớn không hả? Thôi đem vô trọng cất đi, mấy nhỏ về chơi. Rồi lâu quá không có gặp ông. Trời ơi, đi ở trển miết à nha. Trời ơi, thì nói tao nói Sài Gòn nó có nhiều. Dạ cảm ơn. Nam biết sao không? Ở Sài Gòn bây giờ tôi nói cái gì nó cũng lạ hết. Lạ nhất là cái này nè. Gì? Mình mỗi năm á mình trưng cái ngũ quả là cầu dừa đủ xài. Đúng rồi, đúng rồi ông. Ở dưới quê mình là đại gia mà. Năm nay mình bỏ trưng cái ngũ quả đó cho tôi. Bậy. Tại sao lại bỏ trưng cái đó? Đó là phong tục của ông bà mà. Mình trưng cái khác mình nè. Trưng cái gì khác? Tôi đem về rồi. Ông sao có nhiều chuyện lạ vậy ông? Đây nè. Đang chơi nổi hả ông? Vụ gì nữa? Từ từ coi. Gì đấy? Gì? Năm nay mình trưng 4 thứ thôi. Cái gì? Cầu xài xả ga. Trời ơi. Đây. Cầu xài xả là đây rồi gà. Trời đất ơi, cái này lạ nè bà quý vị. Ê, cầu xài xả ga vậy là bỏ cầu vừa đủ xài. Nhà tôi có tiền mà, cái bình ga mày để bàn thờ mà đốt nhang làm có phùm ngon lành à nha. Anh Năm thì nói tầm bậy không à, ga nó xì một cái là nó nổ chung hết trơn cái đội. Nói nghe, đừng có chưng cái này là xưa rồi, tôi chỉ chưng cái này ai dòm vô thấy già ông cũng đẳng cấp hết á. Chưng cái gì? Chưng cái gì vậy anh Năm? Chưng một sâu tiêu với một bịch hột điều là ngon lành. Tiêu điều? Ông nội ơi, anh em về nhà ông chưng đi. Ông để lỡn hoài à. Bậy bạ. Bây giờ anh nói anh chưng bình ga, ga nổ lên là tiêu điều chứ sao? Anh thích chưng tiêu điều để ông chưng đi, mệt anh quá. Thôi sửa soạn đi vô tắm rửa đi, đây cô rước ông bà nữa. Cái gì mà nó đòi nè, tôi tắm nữa vậy trời. Thì đi vô để tắm rửa. Tôi vô tôi tắm á. Có ai muốn gỡ cờ cuối năm không nè? Trời ơi, rau nữa. Gì vậy anh Năm? Tránh ra. Khiêu khích tôi hả anh? Gì khiêu khích? Trời ơi anh gì, anh nói sao cờ tướng mình chơi hoài mà đâu phải lúc nào anh cũng thắng đâu, mà anh kêu là tôi gỡ là gỡ sao anh? Có bao giờ mà ông thắng đâu, bữa nay tôi cho ông cuối năm cơ hội đó. Trời, ông thích là tôi chiều, mà ông liều là tôi chích. Trời ơi, kỳ lạ hả? Không, tôi nhét rồi tôi qua tôi chơi với anh. Nè, mấy ông làm ơn chơi cờ, chơi cho nhỏ nhẹ nha. Chứ chơi cờ mà kể lộn hoài tôi chán, dễ sợ à. Quá, mấy bà làm như tụi tôi là con nít rồi đi vô ủ đồn lát tôi mặc tôi cúng không bà. Dĩ Hòa, Dĩ Quý nghe không? Tôi biết rồi. Hai ông là sáp lại là có chuyện, sáp lại là có chuyện à. Thôi mình cứ nhây nhây rồi vô ủi bộ đồ vest cho tôi. Rồi rồi. Biết rồi, vô Dĩ Hòa, Dĩ Quý nghe không sao? Ờ, được rồi. Xếp cờ vô đi cha nội ơi. Trời ơi. Quýnh trận này. Sao vậy? Hả? Tôi đi mấy ngày rồi không ai chơi ông, nhớ đúng không? Mà đặt rau rồi cho tôi cơ hội. Tôi với ông khắc khẩu quýnh cờ để giải trí tuổi già. Tôi nói anh nghe, mình bây giờ lớn tuổi rồi mình phải điềm đạm, ông hiểu không? Ờ. Đó, giờ anh chọn quân màu gì? Tôi chọn cho anh chọn trước á. Hỏi anh chọn trước đi. Nếu anh nói vậy thì thôi tôi chọn quân xanh. Vậy là anh thua xanh mặt. Ừ. Chưa quýnh mà biết tôi thua xanh mặt. Anh chọn quân đỏ. Ờ. Vậy là coi chuyện lát vô thế bí cái anh thua học máu à. Trời. Anh đó nha. Hết rồi thôi. Điềm đạm. Mời đi trước. Ừ. Anh đi đi. À, năm mới làm gì vậy bà anh vậy? Có trận coi thịt. Ra đây nói nghe nè, ra đây nói nghe nè. Về chịu. Nè nè. Vụ vậy? Tu bi skin care. Là nói con dâu tôi bển nó gửi về hổm á, cứ tôi lấy tôi xài thử một chút. Trời ơi tôi nói nó mịn da mặt tôi. Rồi bây giờ con dâu tôi nó có gửi về cho bên gái của chị á một bộ này nè. Lấy xài thử đi chị Năm. Có tôi xài được không? Được. Trời ơi chị thấy da mặt tôi không? Rồi tôi láng quá trời láng mình. Sao tôi già rồi cái da mặt nám quá bà ơi. Chị xài cái này đi. Được rồi tôi nói con dâu tôi gửi về chưa? Tài tử nghe. Bỏ vô đi, bỏ vô, bỏ vô. Nè nè, nay 30 rồi. Uống nước bạn Vũ coi. Ngày mai mùng 1 á chị 2 giờ đó chị có lại chỗ mà đờn ca tài tử không? Dễ gì không có chị. Ừ. Cái món ăn tinh thần của tôi mà dễ gì không có. Trời ơi chuẩn bị sẵn rồi. Vậy ha. Giờ tôi quất một câu cái là chị tối lại nghe không? Ừ. Nghe nè. Em là con gái nhà Mân, chân đi dép kẹp mặc quần lạnh đen. Anh hỏi em sao da trắng như bông lài, tóc em đen mượt. Tóc em đen mượt có người cài kẹp chưa? Trời. Nè chị nghe tôi đối lại nè nghe. Dài nhờ dầu dừa bồ kết nên anh nhìn như suối mơ. Em xin anh đừng có buông tơ làm cho tóc rối. Làm cho tóc rối hết mơ vậy thì đàn ca tài tử. Ủa này chị Năm, con ngựa tôi đâu? Con xe đâu? Cái gì vậy? Con xe đâu? Con xe gì? Đó con xe. Ê, ông Sáu, ông Sáu. Con xe gì? Đây nè. Tôi để con mã lên, ông vớt con mã tôi thì tôi gài con xe tôi chiếu tướng. Bây giờ con xe đâu? Ở đây cờ ăn không thấy con xe. Con xe đâu? Con xe nó rớt ở đầu đó, nó không chừng. Trời ơi. Đó anh Năm chứ là đâu mà. Cái gì? Ông đứng nghiêm tôi coi coi. Nghiêm. Nghiêm cái gì? Cái gì? Đâu? Ai đừng có chụp bậy chụp bạ chúng lum tùm la cái gì vậy? Đây. Hả? Con này con gì đây? Con gì đây? Con gì? Ông Sáu. Con gì? Con cờ. Thì cái này là con cờ. Ê, con cờ mà ông nói theo kiểu con cờ nhấn nhá kiểu này. Ê, cái chữ cờ là âm cái, kế bên cái chữ cờ là cái gì? Ê, ông lợi dụng nó tục phải không hả? Ông chơi tục phải không hả? Ông nói bậy nó bạ phải không? Nè, Năm. Nãy giờ có một mình anh suy diễn là tục thôi chứ. Cái này là con cờ, tôi nói là con cờ chứ. Rồi với anh nói tôi nói tục là sao anh? Mà anh chơi anh giấu cờ phải không? Vô thế bí anh giấu cờ ha? Không có, coi chừng hiểu lầm nha. Anh hiểu lầm rõ ràng. Hiểu lầm rõ ràng. Anh nói gì? Cái nói kìa, con là gì? Con gì? Con xe mà. Đúng không? Xe thì nó muốn chạy đâu nó chạy. Trời đất ơi. Trời ơi, tự nhiên vậy anh nói đâu? Anh thấy con cờ đâu? Thấy lại tôi có không? Lại. Nè, xe là có người lái mới chạy được nha, chứ không phải tự động nó chạy nha. Tự nhiên sao con xe nó chạy vô hạ bộ ông hả? Này là dấu rõ ràng là mà còn chống. Anh xe robot đó, xe tự động nó tự chạy đó. Cái đó ở bên Hoa Kỳ, còn ở đây không có, không có. Thôi ông Sáu ơi, nhìn vô vậy là thấy ông bậy rồi đó ông Sáu à. Có bậy gì? Ông bậy đó. Bậy cái gì? Bậy cái con cờ này nè. Ông làm cho tôi mắc cỡ quá ông Sáu à. Thiệt tình kỳ quá, biết tánh anh Sáu mà chân thua là ăn gian liền, không nhịn đi. Ghẹo ông chi giống ông nhục. Thì biết rồi, nhưng mà ông này ông làm quá đó. À nói vậy đó ông nghe không? Cảm ơn chị Sáu đã vạch mặt chồng chị. Dạ. Coi như bữa nay là cuối năm rồi. Coi như là tôi thắng trận này rồi. Không có kịp gỡ đâu. Vô thay đồ. Vô bà cờ coi như thắng rồi. Vô đi. Ông đón giao thừa mà vui quá. Quýnh cờ ăn gian mà còn nói chuyện không có văn quá. Trời ơi. Là tình hai cái ông này. Anh đó nha. Anh đủ tôi cờ đánh cờ mà. Muốn tôi cũng có thèm chơi với anh nữa đâu. Dợm gì? Quê là khó quê. Quê rồi vẫn còn quê. Trời ơi, đủ tôi cờ, đánh cờ đã rồi, giờ nói tôi vô văn quá. Trời. Nói tôi vô văn quá, tôi làm cho không có văn quá luôn. Alo, alo. Một hai. Tròn banh sát luôn. Rồi một chàng đã được ở cạnh nàng như lời xưa thề ước. Chàng hiu hắt đến nằm ca nhan sắc, tâm hồn đang trắng trăng. Sao im re vậy ta? Qua bao năm rêu xanh còn phụ kinh. Cái gì trời ơi, đang tắm chạy đâu phải gì không? Trời ơi. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi. Trời ơi. Tắm mà cũng không được với ông luôn á. Mình mấy xà bông không mà làm gì ra đây chứ vậy trời. Trời ơi, ở bên đi nhạc cà giật sao chịu nổi. Ông mắc kinh phong hả ông? Ông để cho yên ổn tôi tắm thôi. Tôi vô thay đồ lát là vô tắm vậy nữa. Trời ơi, vô tủ đi. Hàng xóm cái gì cũng biết, chỉ có biết điều là không biết hả? Ông là ông năm thời sự hả? Được, tôi cho ông đầu năm có tin tức nóng hổi luôn. Được. Phone mới, sim mới. Lần này tôi cho nhà ông trái luôn. Anh Năm Cưng. Chiều mùng 1, chị Năm đi đờn ca tài tử. Anh nhớ đến thăm em nhé. Gửi luôn. Ông Sáu. Gì vậy? Làm gì đó? Hả? Cái điện thoại của thằng con gửi về ông cho tôi mượn đi. Mình mượn làm gì? Mình đâu có biết xài đâu. Cái này nó hiện đại lắm. Không biết xài mà ông cũng chỉ cho tôi xài. Tôi chụp hình cho lấy le Tết coi. Xài chút thôi nha ông. Ừ. Chờ một chút. Gì vậy? Để tôi mở khóa. Vậy hả? Nè. Ừ. Chụp hình. Ừ. Cái này axi hình đẹp lắm á. Rồi tôi thấy rồi. Nhớ cẩn thận nha mình. Ừ. Hai đứa vô một cái nữa. Không. Tự sướng. Cẩn thận nha mình. Ừ. Trời ơi đã quá trời luôn. Cái điện thoại thiệt là đẹp vậy đó. Con của tôi. Đúng là được. Con tôi. Gì vậy anh Năm? Trả đồ chơi. Sao trả? Thôi tôi không muốn con cháu tôi chơi đồ của mấy người ích kỷ tặng. Anh mới là ích kỷ nhỏ mọn đó anh Năm. Đồ này á, là vợ chồng tôi mua về để làm quà cho cháu ngoại anh. Có gì đâu mà anh. Trời ơi là trời. Gì vậy? Trời ơi là trời. Trời ơi là trời. Trời ơi. Trời ơi là trời. Gì nữa hả? Trời ơi. Trời ơi. Thay đồ mới rồi ha. Ờ. Đứng lên coi. Sang trọng quá ha. Trời, tôi mặc bộ đi đúng cúng đình. Mấy người đàn bà giá dòm còn thèm chảy nước miếng à. Ngon cơm quá mà. Bởi vậy tao nói Tưởng viên sâu tôi nói sợi dây dài, hay đâu giếng cạn tôi tiếc hoài sợi dây. Trời đất ơi bà ca đã ha. Cái giọng này hồi xưa tôi mới cưới bà là số 1 á. Bây giờ có con khác nó hay hơn tôi phải không? Con nào con này thôi, không có con nào hết á. Ba má ơi, hương hồn ba má có linh thiêng về để chứng giám. Hồi xưa ba má cản con lấy ảnh mà con vẫn trốn theo. Bây giờ con biết ba má cản con là đúng. Ba má ra lỗi cho con. Gì vậy trời, tôi là rễ đông sàn tốt mà. Đông sàn hả? Đông sàn hả? Chị Năm hả? Gì bình tĩnh nói gì bình tĩnh. Chuyện gì vậy? Chuyện gì xảy ra? Bây giờ tức quá. Chuyện gì? Chị coi nè, con nhỏ nào nó gan nó dám nhắn tin vô cái điện thoại của ổng. Nó hẹn ổng đi gánh nước đêm trăng này chị coi vậy hả? Đâu rồi coi coi. Hả? Coi đi. Anh Năm cưng. Trời đất ơi. Anh Năm, tôi đâu có ngờ anh lại người sống khanh phản bội vậy anh Năm. Không có ai cưng tôi tên có bà này cưng thôi, tôi không có biết là mấy người lầm rồi đó. Làm cái gì mà lầm? Chị Năm ơi tôi khổ quá. Sao khổ? Tôi khổ quá. Bình tĩnh chị Năm. Chắc là tôi phải đi. Chị Năm, chị định đi đâu? Lối đi đó tôi chưa định được. Nhưng tôi phải ra đi vì lòng tự trọng. Trời đất ơi. Nhưng chị đâu phải là một cô gái giang hồ. Gì mà có nửa đời Hương Phấn đây nữa. Trời ơi sao ông đỡ lòng nào ông toàn nhẫn. Bình tĩnh chị Năm, còn tôi đây nè chị Năm ơi. Tôi hết lỗi thôi. Bình tĩnh chị Năm ơi. Bà làm rồi. Làm cái gì mà làm rồi. Trời ơi ai nhắn tin tôi đâu có biết. Mấy bà làm rồi. Tôi giận tôi rung tay hết chị. Bình tĩnh lại chị đứng lên. Trời ơi cái gì còn có tôi ở đây nè. Sao chị? Sao gì? Bây giờ cái tin nhắn của nó chị coi kỹ lại coi cái số điện thoại nào nhắn vô thì chị thấy đó là chị bấm qua chị hỏi lại nó coi. Rung đi. Số điện thoại trong đây. Coi bây giờ để tôi coi dùm cho, chứ nếu mà chị trả lời là nó biết cái tiếng của chị nó không có chịu trả lời. Bây giờ bấm liền. Bấm ngay chỗ này số của nó nè. Đây nè. Đây. Rồi. Tôi bấm rồi đó. Ông chết bấm. Tôi thề với bà luôn á. Điện thoại tôi rung chị Năm ơi. Tôi đang dòng sôi lửa bỏng mà bỏ tôi vậy. Đi bà tính vô đây đi. Bây giờ chị cầm nó đi. Điện thoại tôi rung nè. Chuyện của bà lỡ bà tính đi. Anh Năm ơi, có ai giờ ai điện thoại cho chồng tôi giờ này anh Năm? Tôi có biết đâu mà hỏi. Bây giờ chị nghe của chị đi nghe, rồi để tôi nghe cái của tôi. Nó gọi tới là alo phải không? Bà. Rồi. Alo. Mày là con nào? Hả? Nè. Nói chuyện với tôi là phải nói chuyện cho đàng hoàng tử tế chứ không có mày tao môi tớ nghe. Ê mắc mớ gì tao phải đàng hoàng tử tế với mày. Mày nhắn tin mày rù quến chồng tao mày biểu đàng hoàng tử tế với mày sao? Nè cô phải nói cho đàng hoàng tử tế nha. Tôi bằng chứng đâu mà cô nói tôi nhắn tin cho chồng cô chứ. Bằng chứng đâu hả? Tin nhắn của mày nổi rành rành trong máy chồng tao mày nói bằng chứng đâu hả? Bớt lại đừng. Tôi nói cho cô nghe nha. Bằng chứng đâu tôi không thấy, mà tôi thấy giờ này nè. Cô điện lại cho chồng tôi đó. Ê mày nói láo à, tao gặp mày tao tán mày giả cái răng, không còn cái răng ăn cháo cho mày hả? Ê mày á nghe mày con kia, mày tưởng mày tán vô mặt tao tao đứng yên cho mày đánh tao hả mày? Rồi mày làm gì không? Tao mày ngon mày dám gặp mặt tao không? Mày ở đâu? Tao với kế nhà xáo đổ nè. Tao ở nhà ông Năm thời sự kế bên nè. Tao biết chỗ đó. Bây giờ mày muốn gặp mặt tao không? Nhận dạng mày sao? Mày gặp mặt tao đi, mày nhận ra tao đi. Mày mặc đồ gì? Tao quần đen áo bà ba bông cam nè. Tao quần đen áo bà ba bông hồng nè, bông đỏ nè. Bao cái lâu mày tới? Hả? Bao nhiêu phút mày tới? Mày muốn tới tao tới liền cho mày coi. Tao liệt mày trong 3 tiếng đếm thôi á. 1, 2, 3 là tao tới liền nè. Yeah. Sao? Năng. Vậy là mình gọi điện thoại cho nhau hả? Nãy giờ nói chuyện nghe hả? À biết rồi. À cái chuyện này tôi biết rồi. Biết gì chị? Cái hồi trẻ mà Sáu để lòng tơ tưởng đến chồng tôi ha. Bảy. Bây giờ cũng chưa bỏ phải không? Tôi bây giờ với Sáu là gia đình mỗi người yên ấm mỗi nơi rồi mà. Tại sao lại khơi ra cái chuyện này? Bình tĩnh để tôi giải quyết. Sao? Chị sao? Hả? Tôi không ngờ chị là một kẻ háo sắc. Hả? Anh nói đi nói lại coi chừng á nghe. Tôi chuyện gì? Anh có sắc đâu mà tôi háo. Trời đất ơi, quá trời quá đất rồi. Để tôi giải quyết. Sao? Tại sao Sáu lại chơi cái trò điệu hổ ly sơn? Đâu có. Sáu rủ tôi đi ca đờn thi tài tử hả? Không phải. Để rồi ở nhà tới bữa đó Sáu nói Sáu đau họng ha, để tôi đi hát một mình. Không phải. Còn tí chồng tôi. Không phải. Tại sao có tin nhắn vô máy? Tin nhắn này đâu phải của tôi. Sao không nhắn thì cái số này của ai nhắn vô? Cái số này là điện thoại của ai? Của điện thoại của chồng tôi. Hả? À, cái này là hệ quả của con cờ nữa nè. Ông Sáu ơi, ông Sáu, ông ra đi, ra đây. Trời ơi, ông để cho xảy ra chuyện như vậy đó hả? Bước ra đây, bước ra đây, bước ra đây. Giỡn chơi rồi mà 50, trời ơi, cái gì đầu năm giỡn chơi. Ông làm như vậy đó hả ông Sáu? Ông giỡn chơi cái mượn đó hả? Ông giỡn chơi cái mượn đó. Ông ăn dép nào nè, cho ông ăn dép nào. Quang đừng dội giết Quang một trang hà hồ kiếp, nghe lời em đình thôi. Còn đâu nữa một thời ngang dọc quyết dây dùng cho rõ mặt núi sông. Nhớ năm xưa ta thề câu chỉ ngã em nâng, dẫu tử sanh quyết vẹn nghĩa kim bằng. Mà hôm nay u hiện đôi phen, giữa giặc đường đành chia tay vĩnh viễn. Hay quá. Công nhận vợ tôi hát hay hơn vợ anh đó Năm. Ai trời ơi, xin lỗi anh Năm, cho nhà tôi tan quan ăn Tết này hả? Nhà tôi không bất ổn hả? Hả Năm, anh Năm bình tĩnh anh Năm. Sớm láng giềng anh Năm ơi, môi hở răng lạnh. Trời ơi, cơ môi hở răng lạnh mà cái răng trắng cái môi hoài à. Trời ơi, thôi Tết nhất mấy ông cái vợ như vậy hoài. Vui chứ mà sao anh kỳ quá. Khổ ghê đây. Ý, hình như là ông trưởng ban. Xin chào ông trưởng ban đàn ca tài tử. Dạ. Nhà làm gì mà vui dữ vậy? Vui hả? Vui. Nay giờ mà ông mặc đồ tưởng ca bồi tét xác á. Mặc bộ đồ ra đồng đứng chim không dám lại ăn lúa tin không? Chuyện của tôi nghe nè. Anh Năm. Nói chung là bận cái bộ đồ, cái áo này là tôi thấy rõ giới tính nó lộ ra. Ê, đợi kiếm tới ông trưởng ban cũng cứ chịu nữa. Thôi. Em nói chơi cho vui. Trời. Dạ. Xong chưa? Dạ xong rồi. Bây giờ tôi mới nói nè. Dạ mời ông lại ngồi. Nói ngồi đàng hoàng. Cái nón của ông Kim Tiến dữ vậy ha. Bà là có duyên lắm đó nha. Đây nè. Dạ. Tôi đi từ xa tôi đã nghe rồi. Nghe gì? Hai ông cộng lại 100 mấy chục tuổi. Hàng xóm với nhau mà lúc nào cũng gây lộn hết trơn. Không biết làm gương cho con cháu sau này. Hàng xóm là phải biết thương yêu nhau. Không có, vẫn chơi thôi mà. Vẫn chơi mà sao anh chơi cái gì? Hả? Tôi nghe rõ ràng. Dạ. Gây lộn nghe. Đâu có gây lộn đâu. Hàng xóm phải nhớ. Ông bà xưa người ta có dạy. Cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ tâm đường con hư. Ủa sao nó không có dính líu gì vô cái chuyện của hàng xóm? Ủa tụi tôi là con ông không? Là ông dạy câu đó không? Tôi lộn. Hàng xóm là phải nói như vậy. Sao vậy? Nói sao? Tay bưng dĩa muối chấm gừng. Hả? Gừng cay muối mặn xin đừng bỏ nhau. Bậy, cái đó là vợ chồng ông rồi. Cái đó còn xa. Cái đó là ông đi xa quá. Tôi giỡn thôi. Đây mới là chính. Sao? Bà con xa không bằng láng giềng gần. Chính xác rồi đó. Câu này đúng. Câu này hay nè đó. Nói rộng áp mình thôi, còn nói rộng rãi hơn. Có nghĩa là bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một nồi. Một vàng. Trưởng ban gì mà nói trật ruột vậy ông nội? Trưởng ban này mà nếu mà không nói trật ruột lấy gì coi? Cười cái con khỉ. Bây giờ vậy. Dạ. Ngày mai. Sao? 2 giờ qua nhà tôi. Mùng một Tết. Làm gì? Mình tham gia cái giải đờn ca tài tử của ấp. Rồi tôi biết. Rồi sau đó tôi sẽ vận động bà con. Sao? Nguyên góp tiền để mà xây cái cầu bê tông ở kênh số 3 cho con cháu nó đi học khỏi phải lội sông. Đúng rồi. Làm cái đó đúng đó. Làm nó hay nè. Tôi nói cái kênh số 3 là cầu khỉ. Bây giờ có cầu bê tông là ngon lành. Mấy đứa nhỏ đi học mấy năm trước nước lũ cuốn. Trời ơi, có nhiều phụ huynh tụi nó bỏ con vô bịch ni lông. Trời ơi, thấy tội cái bịch ni lông lội qua sông. Tôi thấy tôi ứa nước mắt luôn ông. Đứt ruột đứt gan vậy đó ông. Ủa Năm, cái này sao anh biết hay vậy? Tôi bảo luôn hả? Tôi coi trên mạng YouTube đó ông nội hỏi hoài. Ông Sáu nổ này không có tin tưởng hàng xóm của mình. Ảnh là Năm thời sự, đưa tin là phải chính xác. Tin nó có thiệt không? Rồi nữa. Ông hỏi vậy rồi tôi nói dốc không nội? Cái phụ huynh gì mà cõng con đi qua bỏ bao ni lông nó còn sống không? Nếu mà có chuyện gì thì ông có ăn cháo khuya rồi đó. Thôi trời ơi, thôi đi thôi. Thôi bây giờ kìa. Bây giờ đóng góp bao nhiêu đây? Ví dụ đóng góp xây cầu hả? Tôi nói thiệt đây việc nghĩa mà tôi đóng 2 triệu đó. Rồi tốt. Tôi đóng 2 triệu 1. Tôi đóng 2 triệu rưỡi. 2 triệu 7. Tôi đóng 3 triệu. Chị 5 triệu. 3 triệu rưỡi. Tôi đóng 4 triệu 1 sen. Ở đây chạy đua võ trang hả? Ông kích ông phóng, ông kích ông phóng hả? Đi làm mới sao ông à? Làm gì ông có 4 triệu mà ông đóng, đi mượn về đóng bỏ cho bỏ ghét. Nữa mới thôi không nói nói chơi cho vui, Tết nói chơi cho vui. Sớm cái giỡn hoài. Đây bây giờ tôi phải về trước ông bà, tôi không có thời giờ nói chuyện nhiều. Ok bây giờ trước khi đi tôi xin chúc Tết các người trước. Tôi chúc anh. Chúc cái gì? Sang năm đây nè, mình xây cầu, mình xây cầu mình xây cầu là bên mình phân nửa là mình đóng góp. Đúng rồi. Nhắc tôi mới nhớ. Phân nửa là bà con đóng góp. Phân nửa là công ty tài trợ người ta đóng góp. Ai tài trợ vậy ông trưởng ban? Công ty nhựa Chợ Lớn. Tất cả vì trẻ em thân yêu. Người ta làm ăn như vậy, người ta lớn, người ta đóng góp vậy, người ta còn không nói gì. Tự nhiên mấy ông có mấy triệu bạc cũng kiếm chuyện lên. Thôi tụi tôi giỡn mà. Thôi năm mới chúc ông trưởng ban đơn ca tài tử mạnh giỏi, sang năm mà áo chim cò. Tôi chúc ông sang năm đưa tin tức cập nhật chính xác. Cảm ơn. Và cũng chúc Sáu Nổ sang năm bớt nổ giùm. Và xin chúc tất cả bà con cô bác ở đây một năm mới sức khỏe dồi dào, làm ăn phát tài, an khang thịnh vượng. Như vậy là, nhà cửa là xong xuôi rồi ha, xong xuôi tươm tất, ít nhất phải như vậy chứ, mình là năm đại gia mà. Được rồi. Alo ha, 7 hốt gơ đó hả? 5 hot boy đây. Gọi cho 7 là mời đám cưới thằng con trai. Trời ơi, 30 tuổi rồi mới lấy vợ được. Mừng quá. Tháng tới nha. Thôi, chỗ tôi với 7 thân thiết quá nhà, coi như người trong nhà mà quà cáp làm chi, khỏi chuẩn bị gì hết. Cho cháu nó 5-7 ngàn đô được rồi. Vậy ha. Rồi thôi bye nha. Xong xuôi. Ai à, nghĩ là cũng thấy đỡ lo. Có thằng con năm nay là 30 tuổi rồi ha. Vậy mà chưa có vợ. Rốt cuộc là cũng kiếm được con nhỏ cho nó. Nghĩ tới nó mà nghĩ là cái thân mình thấy buồn. Mình đâu phải là xấu xí gì, tôi cũng đẹp trai gì chứ bộ, thấy không? Phong độ nè, có duyên nè, tươi xanh nè, phải không? Vậy mà không ai, từ hồi bả mất đi là không ai thèm ngó tới. Giỡn chơi vậy thôi, chứ có người yêu tôi đó nha, vừa đẹp vừa nổi tiếng nữa đó. Biết ai không? Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Yêu thầm, lo cho tôi lắm. Trời ơi nè, mới tuần trước nè, thấy tôi còn mệt, thấy không? Nó là mua một đống đồ ăn đem tới cho tôi. Trời ơi, mấy người đồng nghiệp, mấy người bạn nói trời ơi sao Duyên thương ông quá vậy. Đâu có biết rằng là sau khi tôi ăn hết đống đồ ăn đó, sao Kỳ Duyên tới, anh ơi, cho em xin 500 tiền đồ ăn đi. Bởi vì khó hiểu lắm, lòng dạ đàn bà. Đáng lẽ là tôi đáp lại tình yêu rồi đó. Nhưng ngặt cái là tôi ghét. Đi theo một Trấn Thành, thấy nó trẻ theo, ghét, quê quá, không có chấp nhận luôn. Bây giờ tôi đừng bây giờ mà nhắc Kỳ Duyên với Trấn Thành trước mặt tôi nha. Đấy, buồn là phải hát những bài hát mình tự sáng tác, tự chế luôn. Để coi. Hãy đến bên ta đêm nay cạn chén chiều nồng, tin uống cho say để lòng ta quên lãng đi. Ơi dấu yêu người giờ đây đã bỏ ta đi, để cho ta buồn ta uống mãi thôi. Thôi hãy nâng lên với ta một chén rượu nào. Tâm trí ta say nhưng lòng ta đâu có say. Trong trái tim này giờ đây đang rất yêu em. Chớ nghĩ ta say ta không biết gì. Kỳ duyên của ta ơi, tao cứ đi mãi với thằng Trấn Thành. Nó nghe nói nó hôi lắm lại còn nói nhiều. Giờ còn bị thêm tiểu đường. Kỳ duyên của ta ơi, sao nói đối xử với anh kỳ quá vậy. Nghe nói Trấn Thành không phải đàn ông mà ở cái bên em không làm được mẹ gì. Ghét người khác gì được không? Chạy đi em Nam ơi. Gì vậy? Chạy đi em Nam ơi. Chạy đi, chạy đi. Gì vậy? Ai vậy? Chạy đi, đừng có hủa nữa. Chạy đi. Chạy đi, chạy đi, lại lại đi. Ôi, mệt quá ơi, mệt quá. Bỏ cái đường đó chạy cho anh nhanh. Cầm cái đường kia rồi mày. Chạy lại đi. Chạy bên kia đi, chạy bên kia đi, chạy bên kia đi. Thôi đi, đi, đi. Thôi dậy đi. Bây giờ có chết nó không chạy nữa. Mệt rồi chết rồi. Nó tự nhiên nhà tôi chạy tới chạy lui vậy ông nội. Nguy hiểm. Hả? Có chuyện xảy ra rồi. Nguy hiểm chuyện gì? Nguy hiểm. Nguy hiểm chuyện gì? Ông tát cái đờn chứ ông đờn miết đó ông nội. Nói chuyện với cái đờn miết. Ông Mười à, cái chuyện gì vậy? Chuyện xảy ra rồi. Chuyện gì? Nguy hiểm. Cái gì? Câu chuyện này ảnh hưởng tới toàn nhân lụa, không phải mình tôi. Toàn nhân lụa ảnh hưởng, không phải mình tôi, không phải mình ông. Câu chuyện này ảnh hưởng phụ nữ có, con nít có, người già có, đàn ông có, đàn bà có, khúc giữa có. Khúc giữa gì? Thiệt? Khúc giữa là sao? Bê đê. Có. Thôi anh bình tĩnh đi, ngồi xuống đây uống miếng nước là nói. Không có ngầu được, không có ngầu được. Câu chuyện này nè. Hả? Đây là một câu chuyện vĩ mô. Câu chuyện vĩ mô không phải là câu chuyện tầm thường. Hắn ảnh hưởng tới toàn nhân lụa. Đây là một trong những câu chuyện mà ảnh hưởng tới người giới có, người già có, phụ nữ mong thơ có, con nít có, đàn ông có, đàn bò có. Khúc kia biết rồi. Đó. Ảnh hưởng tới toàn nhân lụa. Đây là một trong những câu chuyện đó là ảnh hưởng về thiên văn, hóa, vật lý, hóa, trị liệu, giáo dục công dân. Anh nói gì tôi không hiểu gì chứ anh Mười. Không thể nào chấp nhận được. Không thể nào chấp nhận được một câu chuyện mà đang ảnh hưởng tới lùa người trên toàn nhân lụa. Một câu chuyện đau đớn sắp xảy ra mà có một người đứng đây vẫn nở nụ cười trên môi. Không chấp nhận được. Tôi cười hồi nào. Tôi xin nhấn mạnh là một lần nữa. Đây là một trong những câu chuyện ảnh hưởng tới toàn nhân lụa. Nó nguy hiểm. Thế giới sắp đi vào ngõ cụt. Tất cả chỉ còn là tro bụi. Tất cả chỉ còn là tro bụi. Cái gì ghê vậy? Tôi xin nhắc lại là đây là một câu chuyện ảnh hưởng tới toàn nhân lụa. Phụ nữ có, đàn ông có, người già có, con nít có, người lớn có. Khúc giữa có. Khúc giữa kệ cho anh đi. Cái gì vậy? Tôi xin nhấn mạnh tôi không thể nào chấp nhận một người mà câu chuyện đau đớn sắp xảy ra cho người ta mà đứng đây vẫn nở nụ cười trên môi. Tôi cười thế nào? Cái miệng không cười mà cái bụng mà hắn cười. Tôi trời ơi, tôi khổ quá rồi. Anh nói, anh làm ơn anh nói từ từ lại, anh bình tĩnh, anh nói tôi nghe coi anh Mười. Mười khó. Mẹ chả chả mát như cái đinh rách cho cái quần. Trời ơi, khổ quá. Con có bị gì không? Không ra đâu, có bảo hiểm rồi. Vậy hả? Bảo hiểm phải không? Rồi, nói tiếp tôi nghe chuyện gì. Đây vậy? Là một trong những câu chuyện nó ảnh hưởng về thiên văn hóa, vật lý hóa, trị liệu, giáo dục công dân. Tôi yêu cầu anh phải tập trung tư tưởng để bàn về vấn đề này. Đây là một ngõ cụt, thế giới sắp điêu toàn, lùa người trên bờ diệt vong. Cái gì ghê vậy ông nội? Chuyện này chuyện lớn xảy ra, không thể nào chấp nhận những con người mà thờ ơ với nỗi đau của nhân lụa. Tôi không bao giờ chấp nhận. Chấp nhận gì? Thờ ơ với nỗi đau của nhân lụa. Là sao? Đây là một câu chuyện đau. À, ý nói là câu chuyện này nó ảnh hưởng tới thiên văn hạt. chữa cho ông bạn Khoa tiếng nha. Ai biết là sao ông nói sao tôi không lại gì cho tôi. Chữa cho ông Khoa tiếng nha. Chứ sao cái chuyện đó sao? Đây là một câu chuyện nó ảnh hưởng về thiên văn hóa, vật lý hóa, trị liệu, giáo dục, công dân. Rồi, công dân giáo dục. Giáo dục công dân. Công dân giáo dục. Giáo dục công dân. Vẫn mặt hả? Tôi đã nói đây là một chuyện đau đớn sắp xảy ra trên toàn nhân lụa. Rồi, nhân lụa, Đó, rất nguy hiểm, không thể nào mà cứ ngồi đây mà thẳng thờ như thế được. Tôi hiểu rồi, mà chuyện gì phải nói tôi mới biết chứ. Bổ tới. Hả? Bổ tới. Bổ là chém đó hả? Mà... Cái gì vậy? Tôi không biết, tôi mới hỏi chứ bộ. Tôi nói là sắp có bổ tới. Bổ cái gì? Tức điên thiệt chứ. Hả? Người Việt Nam mà phải phiên dịch hả? Ủa, tôi không nghe, tôi không có hiểu, tôi mới hỏi ông mà. Tôi nói là có một cơn bổ sắp ập đấy. À, bão á hả? Nãy vậy nói vậy? Thì phải nói là cơn bão. Ông người miền Đông, tôi người miền Trung thì bổ bão vậy. Bờ a ba ao bao ngã bão. Đánh dần lại coi. Bờ ba bao ngã bổ. Ủa vậy đi. Bác cười quá. Mỗi người ở một cái khu vực. Cái đang bác được. Thôi được rồi bảo tới sao mà sao anh biết được? Mà sao anh biết được bảo tới? Hả? Cái gì vậy? Hả? Nỗi đau của dân lụa mà cái hủa biết. Sao vậy? Gì mà anh méo máu vậy? 1.500 hở lý nữa bộ sẽ ập vô đất liền. Trời ơi, nỗi đau của nhân lụa nó sắp đánh rồi mà có những con người thờ ơ vẫn nở được cười trên mông. Cười có khí. Ông đẩy cái miệng tôi lên hoài cười cười gì? Đây có cười đâu. Bộ đánh rồi. Tôi giới cho diệt vong. Ông coi này thấy bão tới không? Bộ tới đâu? Lùa người trên bờ diệt vong. Đây là một hiện tượng về thiên văn hóa, vật lý hóa, trị liệu, giáo dục công dân. Không thể nào chấp nhận những con người mà. Im đi. Bộ tới đâu? Thôi chết rồi. Trời ơi. Đó thấy chưa? Tôi không thấy mẹ gì hết. Tôi thua vậy. Là không thấy. Tôi đâu có thấy gì đâu. Tôi đi quá. 1.500 hở lý nữa bổ sẽ ập vào đất liền. Đây mới đọc bố hồi sáng thấy. Cái lý do chứ. Tôi đập ông đó ra. Tào lao. Tí tao ghét vô sao thấy được. Chứ nghĩ rằng 1.500 hải lý và mát ông nội ông hay rằng thấy được. Ông lồn như thiên lý nhỏ. Khỉ. Nói đại đưa tờ báo thì bắt cho coi muốn lồi con mắt. Trời đất ơi, người ta nói bão sắp tới thôi mà ông làm gì dữ vậy ông Mười. Đó, thấy chưa? Cua thường thiên nhiên. Sao? Cua thường thiên nhiên. Nè. Sắp tới đám cưới con trai ông đúng không? Ông có nhớ cái đám cưới năm ngúa của con bà bả không? Nhớ. Bà bả Gia Cha đó. Biết. Tôi nói là bộ tới không ai tin tôi hết. Phớt lờ cái lời nuốt của tôi. Đúng ngay cái ngày cô gia chú rể làm lễ lấy cái bánh kem chu cho ca sĩ đang đứng hát. Bộ tới cái ồ ca sĩ ba bắt tiêu mà vẫn còn tiếng hát. Ủa sao vậy? Sao đi điều tra mới biết ca sĩ hát nhé. Thấy không? Khổ quá bởi vậy. Còn bây giờ sao bão tới thì mình sao? Sao không biết chắc được? Đây. Cái gì? Cầm giùm tôi coi. Cái gì vậy? Ê. Cầm thử nó, tôi cầm tới đây. Đây. Ông tàu lao. Đây hãy tưởng tượng nè. Hãy tưởng tượng. Cái bàn tay tôi là bản đồ của thế giới. Hiểu. Tên tiếng Anh là The Map of the World. Đó. Tên đây, anh nhìn đây, hãy nhìn kỹ vào đây. Khu vực trung tâm. Cái gì vậy? Ông làm gì nữa? Tôi dính bụi, tôi phủi tôi mới thấy. Bụi cái con mát ông, cái mục rùi màu đen ông ơi. Ai biết. Xin lỗi. Chơ giáo. Mấy em muốn riêu hả? Sao? Cái mùi mắm tôm. Hãy nhìn đây nè, hãy nhìn đây. Đây là bản đồ thế giới, đây cái chấm đen này là Los Angeles. Hả? Cái chấm đen là Los Angeles. Los Angeles. Thì đó, đúng rồi, Los Angeles. Nói lại. Los Angeles. Los Angeles. Ông muốn nói gì kệ mẹ ông đi. Đó, đó. Hãy tưởng tượng này, cái chấm đen là Los Angeles. Rồi. Sau cái chấm đen này là Argentina. Argentina. Orange County. Đó, Argentina. Ồ, ren cao tí. Ồ, gen tí đó. Không muốn nói chuyện thật rồi. Rồi trong cái chấm ô gen tí là nó có một cái chỗ là qua cảng gò. Nơi chúng ta đang ở. Rồi ở đây mấy chục năm chưa tôi nghe cái location nào mà ba cẳng gà trên. Ba cẳng gà. Cái gì? Ba cẳng gà. Làm gì có ba cẳng gà má. Ra không có, ở trên bản đồ thế giới không có mà ra ông không biết. À, tôi biết rồi. Bé chăn gà. Mà người ta hay đọc là bẻ chân gà đó. Chân chứ phải cản hả? Ờ. À. Chân cản cũng là một thôi. À, thôi muốn nói gì nói đi. Hãy tưởng tượng. Đây là cái chỗ ba cản gà. Ừ. Đó, sẽ có một cơn bộ nó từ tiếng cực bát của trái đất. À. Nó sẽ hình thành lớn mạnh. Sau khi nó hình thành lớn mạnh thành cơn bão trước đó hay gọi là áp thấp nhiệt đới. À. Từ áp thấp nhiệt đới nó gặp các luồng đối lưu, sau đó nó di chuyển, nó chạy dầm xuống đây. À. Ở chỗ Los Angeles. À. Nó sẽ di chuyển vô đây. À. Chỗ này gọi là Argentina. Đó, rồi xong. À, muốn nói gì nói kệ em đi. Nhưng mà ông có hình dung được không? Tôi hình dung được rồi. Nè, cơn bão ở đây ở tên cực bát của trái đất. À. Từ khi áp thấp nhiệt đới, à, rồi nó hình thành các dòng đối lưu, hắn gặp các cơn bão khác, cũng tạo thành một cơn bão từ cấp 1 lên tới đại học. Đó, rồi nó di chuyển. Thôi, bảo gì cấp 1 mình lên đại học ông nội. Thì cấp 1, cấp 2, cấp 3 thì mình học xong phổ thông, cấp 3 là mình lên đại học thôi. Đó. Tập trung đây. Rồi tôi rối não rồi đó. Khi cơn bão đi ở đây, hắn tập trung ở đây thì lên cấp 1, cấp 2, cấp 3 là lên đại học. Ừ. Rồi nó hình thành một cơn bão khác ập vô. Rồi nó sẽ di chuyển xuống đây là cái chỗ Long Như Lách. À. Nó sẽ di chuyển xuống đây. Hiểu không? Hiểu. Có hình dung được không? Rồi hình dung. Tôi khó hiểu quá. Nói chứ là cái bàn tay nhỏ tôi không biết. Tránh ra. Yếu địa lý. Đây. Hãy nhìn đây. Đây là quả địa cầu, nơi chúng ta đang đứng. Làm gì vậy? iPhone. Khám to không ra. À. Đó, đây là gì? Gì? Đây là gì? Nước biển. Con tồ lô á. Màu xanh không phải nước biển, không lẽ xanh dứa hả? Tôi hỏi là đây là cái khu vực nò nè. À, Thái Bình Dương. Đó, mình nghiên cứu bên đại Tây Dương nè. Đây, đây, hãy tưởng tượng một cơn bão lớn. À. Nó từ áp thấp nhiệt đới nó hình thành đến đây. À. Rồi nó lên cấp 1, cấp 2, cấp 3 là bão rất mạnh. Rồi nó vượt qua cấp 3 là nó lên đại học. Rồi nó chạy qua đây, nó dàm xuống đây. Nó dàm xuống đường Xích Độ. Hiểu không? Xích Đạo. Đúng rồi, chỗ bán xích đu đó. Cái gì kỳ vậy? Thì kệ mẹ thì không bán cho tôi có bán đâu mà hủa mẹ. Tập trung cơn bão sắp đây. Rồi. Tôi nói chuyện tôi mày chứ. Khi cơn bão nó hình thành từ đây, nó chạy ngang đường Xích Độ, rồi nó chạy xuống đây, nó gặp các dòng đối lưu, rồi nó tạo thành cơn bão lớn, nó ùa vào đây, nó ập vào đất liền, nó sẽ khiến chúng ta tan vỡ về tất cả những mầm ướt về tương lai, nó nhấn chìm lùa người trong nhấn lụa, nó nhấn chìm tất cả thế giới, nó chìm đám chỉ còn là tro bụi là đống tro toàn. Rồi khi nhỏ quá tôi không có hình dung được nó cái sự tác hại thế nào. Yếu địa lý. Đây. Cái gì vậy? Đấy. Hả? Nãy đâu ra vậy? Cái cột kia cán dẹp là thành miếng đây nè. Gì nữa? iPad. Đây. Hãy nhìn đây. Ừ. À. Có một cơn bão ở trên cực Bắc trái đất. Hán từ là một áp thấp nhiệt đới. Hán gặp các dòng đảo lưu. Nó hình thành, nó mạnh dần từ cấp 1, cấp 2, cấp 3. Rồi tới đại học đúng không? Không, nó lên tới cô học rồi. Đó. Nó mạnh nó lên tới cô học luôn. Rồi sao nó dòm xuống đây, hắn sẽ đi ngang đường Xích Độ. À, chỗ bán xích đu gì? Không, bây giờ nó chỉ còn bán xúc xích Đức rồi. Nó bán xúc xích Đức. Hắn bán cho tôi đâu có bán đâu mà hủa hòa vậy. Rồi nó chạy xuống đây nè, hắn sẽ dòm ở đây, hắn tội thằng bộ lớn. Ngay cái ngày đám cưới con của ông là tháng sau, hắn sẽ ùa vào đây cúng trâu tất cả. Đó, cho nên bây giờ là đừng có đám cưới ngày đó. Phải giờ lên tháng này đám cưới luôn. À, tôi hiểu rồi. Hồi nãy giờ là ông, bữa nay ông tới đây là mục đích là ông nói là bảo tới tôi phải làm đám cưới sớm hơn đúng không? Đúng rồi. Hả? Đúng rồi. Vậy thì vô đây nói đại một câu ngắn gọn đi. Ha, là bảo tới làm đám cưới sớm, hai câu ngắn gọn, làm gì bắt tôi chạy tới chạy lui rồi, tôi là thiên văn học. Rảnh quá. Vô núi ha cao rồi lái chi cua. Gì? Núi ha cao rồi lái chi người ta cua. Có cái gì? 500 đô một vé chứ ít hả? 500 đô một vé chứ đâu có ít. À. Tổ lô. Cái gì? Không hiểu gì về con người. Lần đầu tiên xuất hiện cho núi già chút chứ. cha cái rảnh ghê. Ơ mệt quá. Tôi hiểu rồi. Để tôi gọi chị Xui tôi một cái. Gọi cho bỏ thằng bố đi. À. Alo. À, 6 hot dog hả? Trời. 5 hot hết boy nè. Bây giờ cái tình hình vậy nha. Anh Mười khó anh mới báo tôi biết là bảo tới tháng tới. Thành ra mình phải làm quỷ cưới. Hả? Quỷ cưới. Ờ quỷ cưới nha. Cái gì vậy? À, giờ cưới. Giờ đám cưới. Trời ơi cái ông này không nói tôi bị liệu. Giờ đám cưới sớm nha chị. Ừ. Dạ. Ủa chị biết rồi hả? À, bà biết rồi. Tụi bà nhiều chuyện ghê hả? À xin lỗi không có chị. À, vậy thôi gì ha. Cái gì mình gặp nói chuyện sao. Dạ chào chị. Rồi được chưa? Rồi xong rồi. Châu cho hay á. Không có tôi bố là không nhận ngại cả. Bởi vậy nhờ anh quá, cảm ơn anh nha. Đứng không là cô Giao biến mất luôn á. Bổ tới vô cái thậu cái rầm cô Giao ba mất tiêu. Bởi vậy hey. Rồi, ủa con ông lấy đứa mô? Hả? Thằng con trai ông lấy đứa mô? Ôi thì nó lấy con mà ba đó mà. Con Hương đó. Hương mô? Việt Hương. Thảm họa. Cái gì thảm họa không? Sao thảm họa? Hết đứa lái hả? Thằng con trai ông hết đứa lái hả? Lái ngang cái câu mà đi má ba là chỉ gửi hành lý chứ không có xách ta được. Ủa sao vậy? Bị xách ta là ông xách ta vô trong má ba sang là ông phải mở cái nắp ở trên đầu ông nhét hành lý vô. Mà con đứa hắn làm như đứng tới cái nắp mà mở. Hiểu không? Hiểu vấn đề. Chuyện gì mà cũng nghĩ ra là không mừng. Chuyện có thiệt chứ nghĩ cái gì. Mới tuần trước nè, tôi đi má ba chung với hắn với bàn Kiều nè. Sao? Hai đứa hắn đi chung má ba. Còn sao? Sang cái tôi trúng má ba 1 tiếng đồng hồ. 1 tiếng đồng hồ sau mới thấy hai đứa hắn trúng. Sao kỳ vậy? Tôi đâu có biết, tôi đâu có biết sao tôi điều tra tôi biết. Thường hắn lấy má ba là hắn kéo cái vali này hắn đi vậy này. À. Đó, hắn đi sao hắn lay á thì đâu có vợ tới. À. Hắn mới nhờ mấy con tiếp viên hàng không á cầm nhát lay. Đúng lay rồi. Mà lúc trúng thì đông khách quá. Hắn đông khách quá thì mấy con tiếp viên bận giúp người khác. À. Thì hắn với bàn Kiều đâu có lấy tới đứng nhìn thôi. Đó. Đứng nhìn 1 tiếng đồng hồ á. Hắn nhìn 1 tiếng đồng hồ. Rồi sang đó hắn mới nghĩ ra cách. Mà hắn thông minh, hai đứa thông minh lắm. Cuối cùng hắn cũng xuống được, hắn thông minh. Ủa sao hay vậy? Thì bạn Kiều cản Việt Hương lên rồi tới lái thôi. Đấy, thông minh. Thôi, thôi kệ em ơi. Nó thấp vậy mà miễn là con trai tôi nó yêu được rồi. Thì đó, thông minh chứ. Mà đám cưới là tôi phải làm hoành tráng. Đám cưới làm hoành tráng hả? Tôi phải làm tổ chức, có đứa con là đại gia mà có làm nhỏ được. Tiền bọt bao nhiêu đâu. Đây nè, tôi tính như nè. 7 giờ mời quan khách, 8 giờ bắt đầu chương trình văn nghệ liền. Mà tôi sẽ mời toàn nghệ sĩ nổi tiếng. Nhưng không quan trọng là ông đỡ phải nhiều bàn mới hoành tráng. À, tôi tính đãi 500 bàn. Chu cho 500 bàn. 500 bàn, một bàn 10 người tính ra là 5 ngàn khách. Chứ sao? Chú. Tôi giàu mà. 5.000 khách tiền phúng điếu nhiều lắm đó. Phúng điếu. Cái gì vậy? Quay cái tiền gì đó? Tiền mừng cưới á, nhiều lắm nghe. Tiền tầm bậy tầm bạ không? Xui xẻo. Phải không? Một người tính đi, $100 thôi. Ừ. Không sao, tối tôi ai không đi quà cũng được. Ừ. Tôi giàu mà, thấy không? Không quan tâm. Yeah. Quan trọng là tôi làm cho nó hoành tráng. Hoành tráng hả? Tôi sẽ mời những người sĩ nổi tiếng. Mời người sĩ nổi tiếng. Hai đó hả? Tôi sẽ mời Hoài Linh. Hoài Linh ông bận lắm, làm những cái thời gian mà đi diễn đám cưới cho ông tồi lô. Nếu ông bận thì tôi mời người khác. Mời đứa mô Chí Tài. Hết mời thằng mập thù lù. Thằng nhịn mạc là không ưa rồi. Mạc nó xáo còn dê nữa. Ông nói dê rồi nào ông nội. Chứ gì nữa. Ra đường là cháu không. Mấy đứa nhỏ mà cỡ 17, 18 tuổi. Con cháu không à. Mà hôm nay Bình húp cháo không? Bình húp cháo. Thương lắm thấy thương. Ông không rửa xấu ông đó nha. Ông không? Ông Chí Tài đó. Ông Chí Tài bộ ông nội ông hả? Nhưng mà ông quen tôi. Ông đừng nói xấu. Kệ cho ông đi, ông dính dáng trong cuộc tình này. Thôi được rồi. Bỏ qua đi. Bây giờ không ấy thì tôi ông thích ông nói gì phải không? Cái chương trình pha phong phú. Nói nhiệt là phải mời những người ta trẻ trung người ta nói nhiệt. Rồi, biết rồi. Trấn Thành. Mời Trấn Thành đi. Không. Mời ai không mời Trấn Thành. Cái thằng thứ hai mà. Ông mời Trấn Thành sao ông mời Nguyễn Cô Kỳ Duyên nữa. Dẹp. Hai người đó không có trong đầu tôi. Nghe. Đừng nhắc tên hai người đó. Tại sao? Chuyện riêng của tôi không cần biết. Biết chưa? Không mời Trấn Thành làm MC hả? Không. Mà thôi cũng đừng mời hắn. Sao vậy? Hắn nói nhiều lắm. Bữa đám cưới gần xóm tôi hắn làm MC đó. Sao? Hắn lai cô gia chú rể rót 2 ly rượu chuẩn bị hốc uống vô bôi. Là uống vô bôi mà hắn đứng núi nửa tiếng đồng hồ mà 2 người đó chưa uống được luôn. Hắn đứng hắn núi nửa tiếng đồng hồ. Sao nói vậy? Nói sao nó làm à, xin mời thân mão và thụ thân gì đó của cô giao và chú rể tiến lên sân khấu để cùng làm lễ. Sao ông bà già bước lên già rồi bả mái tụi lên đứng này qua cô giao đó già lên đứng đây đi chừng nào mới tới thì đó riêng ổng đi từ dưới bàn lên sân khấu là 15 phút rồi bà kia bà đi xa bà vợ ổng đi xa nữa đi lên. Trời ơi. Đó, riêng bà đây là 15 phút nữa là 30 phút. 2 người bước lên tới sân khấu là 30 phút. Tưởng là lên là nói chuyện xong cũng liền trù choàng. Trấn Thành đứng núa 1 tiếng đồng hồ nữa. Hắn núa mà từ cái lúc mà ông đứng rì. 1 tiếng hồ sau ông đứng rì vẫn còn núa. Hắn vẫn còn núa. Cuối cùng lần đầu tiên trong lịch sử đám cưới luôn. Sao? Ông bà già ngồi ghế để chuẩn bị nói chuyện. Cái đứng đâu có nổi. Chưa hết. Còn gì nữa? Xong, hắn núa 1 tiếng đồng hồ xong ở dưới quýnh lầu. Trời ơi. Châu cho người ta nhạo xỉn người ta quýnh lầu. Mà ở đây hắn đứng hát. Hát gì? Hát ông nội hắn không biết. Hắn đứng hát là em đó sơ hãy lồm lạ từ đầu quay về đi em hơi. Ta quýnh lầu hắn kêu em đã sơ hãy lồm lạ từ đầu quýnh nữa từ đầu quýnh từ đầu cho quýnh luôn cô giao chú rể hả? Trời đất ơi. Bây giờ không bao giờ tôi mời hắn đó. Người ta quýnh lầu hắn kêu em đã sơ hãy lồm lạ từ đầu. Quýnh lại từ đào cho trồ má hả? Bản tồ lô dễ sờ. Bây giờ còn cái vấn đề nữa mà tôi đang suy nghĩ. Vấn đề chi? Dâu phụ với rể phụ. Dâu phụ thì nhờ ai không được. Rể phụ sao? Rể phụ ai làm rể phụ cho thằng con không? Để tôi kêu thằng con ra tôi qua làm rể phụ cho. Thôi khỏi tôi nhớ rồi. Thằng con tôi nó có thằng bạn thân lắm. Đúng không? Hoài Tâm. Đúng không? Hoài Tâm. Hoài Tâm hả? Hoài Tâm đó. Thảm họa. Cái gì thảm họa nữa? Thấy cái thằng làm rễ phụ nhờn Hoài Tâm. Sao? Có vấn đề gì? Ông Thái ăn ở hả? Thì sao? Trời ơi. Hắn đi là cô giao cũng dễ chưa vô phòng động, hắn động phòng trước rồi. Hắn mới về tới ngõ là cái mỏ đã vào trong toilet. Hiểu không? Tôi có liên quan gì đâu, tôi làm rễ phụ thôi mà. Thôi tì. Nói chung là chắc... nhân xét con ra cũng được lắm mới mời. Thấu kệ phù hợp chuyện gia đình họ không quan tâm. Rồi tôi quyết định vậy rồi, ông đừng có ý kiến gì chân á. Bây giờ nè, quan trọng là cái bữa đó nó có chương trình văn nghệ đó. Tôi ngoài những ca sĩ nổi tiếng đó, tôi muốn mấy cây nhà lá vườn mình hát đó. Cái gì? Vậy đi ông nội. Ông là tào lao lắm, lên hát tầm bậy tầm bạ không à. Xin lỗi nghe, riêng về phần hát bạn Kiều kêu tôi bằng ông nội. Nè, đừng có nổ tầm bậy tầm bạ nha. Lấy cái đờn ra đây. Rồi. Lấy cái đờn ra đây. Không cần núi nhiều, bớt núi cho hắn sang. Thể hiện, khả năng là phải thể hiện. Chứ khả năng không phải ở giọng núa. Khả năng là phải thể hiện. Biết cái bà mà nổi tiếng nhất bàn Kiều mà thời hồi xưa mà lòi bàn Kiều nổi tiếng đình đóm không? Bà gì? Rá tim anh lề. Ồ, bà đó hay, tôi thích lắm á. Bà đó là tôi hát đầu tiên chứ không phải bàn Kiều đâu. Rồi, hát thử tôi nghe coi. Đang. Em à. Lại đây. Em rồi vô em qua cái định hình tông đã. Em rồi ăn sao vô nổ rồi. Em cái gì vậy? Bây giờ không hát được không? Đổi cái đờn khoát đi. Đờn tôi có một cây đổi cái gì? Đờn không phù hợp với chất giọng của tôi. Tao lao. Đờn nó phải phù hợp với chất giọng, nó mới làm sáng cái giọng của ca sĩ lên. Hiểu không? Tại đây bằng Kiều nó hát cái giọng sáng lên là có những cái đờn phù hợp. Hiểu không? Không được như chị không ơi. Nè, bắt tông nè. Em. Rồi, vô nè. Đang kỳ ha. Bắt đầu. 1. Từ từ, lại. Đánh một nốt thôi. Cái nốt đầu tiên á Em một nốt thì ngon lành ha, một cao trớt quá trời. Em đã định hình thích. Em đã biết buồn à bên em đó, anh đó có bay nhiều ngà yêu em. Không làm gì vậy? Để em thử yêu hát bao nhiêu ngà rồi. Hát phải biểu diễn chứ đang hà đó. Là một cuộc hứng sáng tổ. Đó, bây giờ vô lại khó nè. Em đã biết bù ngà bên em là anh đó có bay nhiều ngà bên em. Chia ta rồi để tính bỏ nhà bao nhiêu ngà rồi. Mát. Nhưng em vẫn thương ai không biết tình em. Vì yêu em nay tim đau rõ rời. Không làm cái gì vậy? Thể hiện cái gì? Thể hiện nội dung chính của bà hết. Là sao? Bà tên gì? Trái tim Minh Lệ. Đó, trái tim ngay lề luôn. Nằm luôn đi nha. Nằm luôn đi. Thằng bạn kêu tại đây nó không tỏa thoáng bà này được. Tại vì thiếu cái vụ trái tim ngay lề đường. Nội dung bà hát cũng quan trọng, hiểu không? Thằng phải có cái vụ là cái chi hả? Cái gì? Răng kỳ ta, mỗi tới cái lúc nguy hiểm là không có vang để núa nè. Cái chi, cái mà quan trọng chứ lừa cái chi hả? Cái gì? Ông có cái chi kệ mẹ đi, mệt quá. Trời ơi, ông điên hay sao vậy? Tự nhiên tôi nói nghe, đám cưới tao đang vui vô hát cái tim Minh Lề, ông nằm xuống, ông dậy đành đạch vậy thì xui xẻo quá. Bỏ đi, kiếm bài khác, vui, nhộn, sống động, hát, mừng cũng cưới con trai tôi. Nói về âm nhạc. Một bụng vô. Họ là bò đi hái, ta làm lạ từ đào. Họ là bò đi hái, ta chẳng nợ gì nhau. Ông không hả ông nội? Đám cưới người ta đi tiền tôi kia bỏ hết hả? Tại tôi mới vô tiền kia bỏ đi hết. Chờ cháu, ông ơi. Con người ai không có một lần xe cháu. Thôi, vậy em đi. Hát là phải hát bài có ý nghĩa, hiểu không? Đó, hát là bài vô có nội dung tình yêu của đám cưới, cô dâu chú rể, thấy không? Ừ. Đứng đó nghe hát nè. Tôi đứng ngồi kệ cho tôi chứ ép buộc hả? Rồi bà ngồi đi nghe. Ổn không? Hát được không? Khỏe trong người không? Nghe được. Thấy là mệt đó nghe. Sao? Tôi thấy không được khỏe đó. Sao không biết? Mát giòn quá nè. Ăn uống có kỹ lưỡng không? Chứ để tới ngày đám cưới mà không có boa của chú rể kỳ lắm nghe không? Tập không chết bà không bây giờ nó khùng ăn. Không nói thiệt chứ. Tôi vẫn khỏe mạnh. Không nói thiệt á, không có tốt sức khỏe nè. Đưa. Sao? Đưa ta kia. Sao? Đừng buồn. Mỗi người một số phận. Hiểu không? Thượng đế đã sắp đặt. Khi người khép cánh cửa này là thì người sẽ mở cánh cửa khác rộng hơn cho chúng ta. Và cánh cửa rộng ấy đang mở cho ông. Thiên đường có lối không đi, địa ngục không lối lại bước vào làm gì? Tôi làm gì mà kêu tôi vô địa ngục? Không khỏe đâu. Nè, nhìn không sáng. Con người mà nhìn về cái này cái gì hả? Mặt. Cái mặt sẽ ăn biết nó cho tụi lô không? Ý là cái gì hả? Cái gì? Hào quang đó hả? Hả? Hào quang á. Không, cái chi hả? Cái gì? Thôi, kệ mẹ đi. Bây giờ nè, nhìn Lát coi. Hả? Lát bón lại. Đó. Không tốt đâu. Sao? Không tốt. Về Việt Nam được. Ở nước nguồn không tốt. Sao không tốt? Về Việt Nam ra Lê Hồng Phong. Làm gì? Cái chỗ bán chó đó. Có gió. Tôi cũng giỡn nhau nha. Lao lao giỡn vô đời nó vui tươi chứ đang làm ăn khó quá. Hát rồi. Hát đi. Mà đang mở đi. Mặc bộ đồ chi mà xanh là chứ cũng cát đó. Tôi là cái gì cái phải xác định rõ ràng nghe. Sao? Thời trẻ mình được thì mình lòm, còn già đâu đừng lòm sức đâu nữa mà. Làm gì? Lộ bóng á. Tôi không giỡn nhau à. Bóng đâu bóng? Trời ơi, tôi không giỡn nhau mà. Bóng đâu bóng? Đâu biết rồi. Biết mà. Đó, trời ơi. Đó, trời ơi. Tóc ta đây chả gọn gàng ha. Ừ. Tóc thiệt cái tóc giả hả? Im đi. Mấy người hỏi rồi đó. Ừ. Không, nhìn thiệt. Nhìn thấy thiệt. Chưa trao hắn là giả tôi biết mà. Bữa đi qua sân ba, hành lý đãi qua hết. Bố lịch. Ok. Bước qua. Đâu có gì đâu người đâu. Bố lịch bắt đầu mới lấy cái sọ vô. Sọ vô nách rồi kẹp hết. Kẹp hết trong cái đứng suy nghĩ hộp là 4-5 thằng bố lít chạy lại. I don't think so. Oh, where? I don't think so. Mà công nhận nha, ở bên Mỹ người ta nói tiếng Anh tốt ghê ha. Tốt. Bố lít nói tiếng Anh rầm, hắn kêu mấy thằng cái lại hộp. I don't know where. Hi. E. Oh. 4 thằng hộp xong không tìm ra vấn đề, kêu thêm một con chó chạy tới nữa. Qua hửi ổng. Hửi xong chó. Không biết. Con chó không biết luôn. Xong cái bắt đầu đãi về lại bước qua cửa nữa, vừa bước qua kêu mạnh hơn. Police kêu một chuyên gia ra, kêu ông ngồi xuống. Xong cuối cùng phát hiện ra tạ rang kêu tóc vỏ có mấy cái kẹp bằng sát đó. Mà qua cái cổng thì a. Con chó mà lát đào mà. Hồi dẹp đi không? Hát. Tiếp tục. Phát lại chứ cái quận tục quá rồi. Lại còn về cái quận tục rồi. Chú. Anh còn nợ em. Ủa đang khóc. Cảm động quá. Có thấy cảm động của mẹ gì đâu. Nợ không cảm động phải không? Mát nợ cảm động. Chù chờ. Chù. Anh còn nợ em. Không về núi nhà. Động á, hát không nên lời luôn. Trời còn mưa em. Trời còn mưa em. Anh còn nợ em. Nghĩ đây. Hát mà không có hiểu được cái hoàn cảnh xuất hiện của cục chuyện này, cuộc chơi này. Sao? Đám cưới mà hát anh còn nợ em, chưa cưới mà nợ thì mẹ tiền đâu mà trả. Nói bà hát đi. Nợ tình yêu mà ông này. Thôi giờ tôi thấy ông á, tôi với ông á, hát nãy giờ là không có vô chủ đề. Giờ hai anh em mình xong ca bài tập rồi bữa đó hát cho con trai của tôi. Cái tên bên lề đi. Không, bỏ. Sao bỏ. Bài có ý nghĩa đàng hoàng. Rồi. Điên đàng hay không? Nhạc vô đi. Nào vào thiên đàng ai ơi. Yeah, come on. Là đường vào nhịp thở lăn xe. Một lá tươi trốn sâu cành xác bước. Yeah. Để muôn đời mình còn được yêu nhé em. Yêu để mãi yêu thời gian, yêu đến suốt đời kệ mẹ chuyện gì xảy ra. Hát tào lao không à? Tôi đâu có biết bài hát này đâu. Vậy thôi đi. Vậy thôi nha, bữa đó đám cưới nhớ qua phụ tôi đó. Nhưng mà quan trọng là cái chuyện bổ tới là đã bố cho ông Chính đừng. Được rồi, được rồi. Chưa bố đúng không? Rồi chưa. Cái chuyện quan trọng mà không bố thì ảnh hưởng tới tầng năng lượng mà không bố. Cái quan trọng của bản thân gia đình mình không. Cưới gì? Dẹp bãi đi. Cái vậy? Bố dặn người ta biết chứ. Cái chuyện quan trọng xảy ra toàn nhân lụa sắp sụp đổ mà. Ông biết gia đình ông không vậy. Sống thì sống vì nhân lụa, sống vì gia đình ông hả? Bố cho tao tiếng. Alo. Tiếng chơi cò hả? Bây giờ anh đang ở đâu tôi tới bố tiếng gấp. Ảnh hưởng tới toàn nhân lụa. Đường xa xa sâu cái gì? Nó đang ở đâu? Australia hả? Thôi chơi cái kangaroo đi, về tôi bố xa. Nhiều khi làm phước cũng không hợp lý nữa. Cái vỏ đâu rồi? Cái vỏ đâu rồi? Cái gì? Cái vỏ ở đây đâu rồi? Cái vỏ ở đây nè ông nội. Làm gì hết hồn vậy? Tập bài hát cuối cùng đi. Bạn để đóng thùng đã, chưa đóng thùng cứ hát đi. Ê, kêu một con trai cho cái duyên nhiệt được không? Chứ lại lên đứng hát cứ đi hát nó kỳ lắm. Được rồi mới nói cho. Mày hát bài gì? Hồi nãy cái ông mà ông lấy cái sợi gì? Cái gì vậy? Ông ngồi trang kia ông lấy cái dây chỉ ông khao lại luôn. Rồi lỡ như vậy đau bụng rang trời. Nè, rõ ràng cái dây chỉ nè. Rồi. Kêu lấy cái máp, tôi kêu lấy cái máp gán vô đây. Ông nói ừ để tôi làm có cách ha lắm. Ông cột sợi chỉ luôn. Hay là nãy không ai muốn riêu xong là chờ chả thấy mẹ rồi. Rồi. Rồi, hát còn sao nghe. Rồi. Sao chơi nè. Vô. Đâu vô thiên đường ở ăn đòa đôi khi nhịp ướt lăng lăng đôi khi công tim yêu được dễ thoát cưới nhau về là mình tính chuyện trăm năm đôi khi công tim yêu được dễ thoát có nhau rồi là mình tính chuyện chia ta đôi khi công tim yêu được dễ thoát đúng rồi có nhau rồi. Là mình tính chuyện trăm năm.